Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 161, một đạo lý trung dung. Vương Tử Quân nhìn sắc trời, hắn thu thập cặp công văn, sau đó đi ra ngoài. Lúc này khu văn phòng khối chính quyền huyện rất náo nhiệt, từng chiếc xe không biết từ đâu xuất hiện, có xe đến đón người, đến đưa người. Mọi người đã công tác một ngày, bây giờ ai cũng vội vàng đi về phía cổng, cũng có vài âm thanh đàm thiếu, chủ đề đơn giản là tìm quán ăn nào, hương vị ở đó đặc sắc ra sao. Đám cán bộ kia sẽ đi đâu, Vương Tử Quân có thể đoán được vài phần, tuy không thể nói là 100%, nhưng ít nhất cũng có hơn một nửa số người hôm nay sẽ đi lên bàn rượu, một số ít nhân viên đến phòng dùng cơm, những trưởng khoa có chút thực quyền thì chỉ sợ cả tối phải nâng ly chúc rượu. Vương Tử Quân từ phòng làm việc đi ra, có nhiều người lễ phép chào hỏi, nhưng hắn có thể nhìn vào ánh mắt kính trọng nhưng không tiếp cận của bọn họ để cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo như gần như xa. Ôi, đây không phải là Chủ tịch Vương sao? Vương Tử Quân đang đi trên đường thì gặp mặt Phó Chủ tịch Tôn Hạo đang được 3-4 người vây quanh, nhóm người này từ phía trước đi đến, vừa thấy Vương Tử Quân thì nhiệt tình lên tiếng kêu gọi giống như những gì phát sinh sáng hôm nay căn bản chưa từng xảy ra. À, Chủ tịch Tôn. Vương Tử Quân khẽ gật đầu xem như chào hỏi, hắn nhìn Tôn Hạo giống như sao vây quanh trăng, hắn cũng không tin đối phương có tâm tư lương thiện, một ngày nào đó có cơ hội sẽ trở mặt với mình mà thôi. Chủ tịch Vương, hôm nay có tiệc gì không? Nếu như không có sắp xếp gì hay là đi cùng với chúng tôi? Anh Vu, đây là Chủ tịch Vương vừa mới đến nhận chức ở huyện Lô Bắc chúng ta. Tôn Hạo dùng giọng thân mật ngoài cười trong không nói với Vương Tử Quân. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Cục trưởng Cục Xây dựng, hôm nay được gặp Chủ tịch Vương thật sự là may mắn ba đời, nếu như Chủ tịch Vương nể mặt, chúng ta cùng nhau đi dùng cơm nhé. Anh Vu có hơi ít tóc, nhìn qua thật sự hói rất sâu, nhưng hai bàn tay lại rất lớn, hắn nhiệt tình duỗi tay ra bắt tay Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vừa nghe lời mời của Tôn Hạo thì đã thấy không có thành ý, hắn cười nhạt một tiếng nói. Không cần, tôi còn có việc. Ôi, như vậy thì quá tiếc nuối. Đúng rồi, Chủ tịch Vương, tôi có việc đã quên, chiếc chìa khóa anh đưa cho tôi, khi đó tôi không cẩn thận nên đã làm rơi mất, hôm nay chỉ có thể làm hại anh đi bộ về nhà, thật sự xấu hổ. Anh Vu, chút nữa anh cho người đưa xe đạp về cho Chủ tịch Vương. Tôn Hạo vừa nói vừa cười lên ha hả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám người đi theo cũng mở miệng cười ngây ngô với Tôn Hạo, tuy bọn họ biết rõ đối phương là một phó chủ tịch huyện, nhưng bọn họ đã lựa chọn phương án ôm đùi Tôn Hạo, thế nên cũng không còn dư âm để lựa chọn. Vương Tử Quân cũng đang cười, hắn căn bản khinh thường so đo với một kẻ tiểu nhân như Tôn Hạo. Đúng lúc này một chiếc Santana màu đen chợt dừng lại trước mặt nhóm Tôn Hạo không một tiếng động, lái xe nhanh chóng bước ra tranh thủ mở cửa xe cho Tôn Hạo. Chủ tịch Vương, chúng tôi đi đây. Tôn Hạo ngồi vào trong xe, cửa sổ xe nhanh chóng đóng lại, xe chạy đi giống như một con cá rơi vào dòng nước, nhanh chóng rời khỏi cổng khối chính quyền huyện. Trước mắt cục quản lý cơ quan còn chưa tìm được phòng phù hợp cho Vương Tử Quân, vì vậy lúc này vào ban ngày thì hắn nghỉ ngơi ở phòng xếp trong phòng làm việc, buổi tối đến ngủ ở nhà khách huyện ủy. Nhà khách có sắp xếp một phòng hai gian, cũng xem như rộng rãi. Vương Tử Quân vừa tiến vào nhà khách thì Giám đốc Trần Vân Đạt đã cười hì hì tiến lên đón chào. Chào Chủ tịch Vương, anh đã về rồi. Ừ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trần Vân Đạt, sau đó đi về phía phòng của mình. Trần Vân Đạt tiếp nhận cặp của Vương Tử Quân, trong miệng ân cần hỏi han. Chủ tịch Vương, anh muốn ăn món gì? Hôm nay trời rất lạnh, trong nhà bếp vừa vặn có món súp gà rừng, hương vị rất ngon, nếu không tôi cho người đưa đến cho anh hai tô, ăn cho nóng người. Vậy thì vất vả anh rồi, Giám đốc Trần. Vương Tử Quân đẩy cửa vào phòng của mình rồi khẽ gật đầu nói. Quế Hương, cô chạy đi đâu rồi? Còn không mau tranh thủ chạy về đây. Khi thấy Vương Tử Quân tự mình mở khóa cửa thì Trần Vân Đạt giống như nhớ ra chuyện gì đó, hắn đứng trong hành lang rồi hô lớn. Tiếng hô này của Trần Vân Đạt làm cho một cô gái với gương mặt tái nhợt từ xa chạy đến, cô nàng có bộ dạng rất biết vâng lời, giống như chuột gặp mèo. Tôi phân phó cô thế nào? Cho cô chuyên môn phục vụ cho Chủ tịch Vương, cô lại chạy đi đâu? Chủ tịch Vương cần mở cửa, cô lại đến chốn nào? Sao, nếu cô không thích công tác này thì cứ rời đi, tôi cũng không cần. Giám đốc Trần, tôi sai rồi, vừa rồi tôi đi vệ sinh. Quế Hương chỉ là một cô gái 17-18 tuổi, nàng khẽ giải thích, vẻ mặt có chút bối rối, rõ ràng nàng rất quan tâm đến công tác của mình. Hừ,
là đi vệ sinh, cô đúng là. Trần Vân Đạt bắt đầu mở miệng mắng. Vương Tử Quân nhìn thì biết Trần Vân Đạt có biểu hiện như vậy để cho mình xem, hắn lập tức vung tay lên nói. Giám đốc Trần, chính tôi có tay chân, mở cửa cũng không tính là chuyện gì, coi như thôi đi. Vương Tử Quân vừa nói vừa ngồi xuống ghế salon phòng khách. Trần Vân Đạt đã đạt được mục đích, hắn cũng không tiếp tục lên tiếng trách mắng, nhưng hắn nhìn thấy Quế Hương vẫn còn đứng đờ như đầu gỗ thì không khỏi mở miệng khiển trách. Còn không mau đi lấy khăn nóng để Chủ tịch Vương rửa mặt. Giám đốc Trần, đây có lẽ là thời điểm anh bận rộn nhất trong ngày, tôi có việc gì cần sẽ gọi điện thoại cho anh, bây giờ anh cứ đi bận rộn công tác của mình đi. Vương Tử Quân cũng không muốn tiếp tục nghe những lời mắng nhiếc của Trần Vân Đạt với cô nhân viên kia, thế lập phất tay cho đối phương ra khỏi phòng. Trần Vân Đạt cũng chỉ muốn biểu hiện và tạo ra ấn tượng tốt cho vị phó chủ tịch Vương, hắn cũng không muốn ở lại quá lâu, thế cho nên nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì nhanh chóng cáo từ bỏ đi. Món súp gà rừng của nhà khách quả nhiên có hương vị thơm ngon và mới lạ như những lời giới thiệu của Trần Vân Đạt, Vương Tử Quân uống hai tô, cảm thấy nóng ấm, cay cay, rất thoải mái. Sau khi Quế Hương thu dọn sạch sẽ, hắn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đến lúc hắn đi ra thì cô gái kia cũng đã đi mất. Thật ra nàng làm việc rất lưu loát, lúc này trên bàn có một dĩa trái cây, có vài cây tăm, tivi cũng đã được mở sẵn. Lúc này trên màn hình tivi chính là bản tin buổi chiều của huyện Hồng Bắc, nhân viên phát thanh dùng tiếng phổ thông nói về những sự việc xảy ra trong huyện, theo lẽ thường thì mọi chuyện đều tốt, lãnh đạo nào cũng đi xuống tuyến dưới thị sát công tác. Trước tiên là Bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông đang kiểm tra vấn đề an toàn lao động, Chủ tịch huyện Lưu Thành Quân đang tham gia vài cuộc hội nghị. Trong hơn 10 bản tin thì có 7-8 phần liên quan đến hai vị lãnh đạo này, những vị phó chủ tịch như Vương Tử Quân căn bản không thấy bóng dáng, chưa từng lộ mặt. Chương 161-2, Đạo lý Trung Dung. Tút, tút, tút. Khi bản tin tiếp âm sắp kết thúc, điện thoại của Vương Tử Quân vang lên, hắn đến nhìn vào dãy số, gương mặt có chút vui vẻ. Thế nào, nhớ anh sao? Vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc của Tần Hồng Cẩm. Vương Tử Quân chợt nhớ đến những tình huống hai người lăn lộn bên nhau, cuộc sống như vậy thật sự ấm áp, thế là trong lòng có hơi nóng lên, hắn dịu dàng nói với đầu dây bên kia. Chồng, anh bây giờ đang làm gì, em nhớ anh, nhớ rất nhiều. Tần Hồng Cẩm dùng giọng mềm mại nói, tuy hai bên đang cách nhau một chiếc điện thoại, nhưng Vương Tử Quân nhớ đến tình cảnh Tần Hồng Cẩm trơn bóng mềm mại nằm trong lòng mình, một ngọn lửa vô hình chợt bùng lên trong lòng. Chồng, huyện Lô Bắc thế nào? Nếu thật sự không tốt thì không bằng anh tìm ông nội của mình mà nói một tiếng, anh quay về, như vậy cũng không cần lo lắng rốt ruột nghĩ ngợi và thương nhớ đến anh, tối mất ngủ cũng không có anh bên cạnh. Tần Hồng Cẩm vẫn dùng giọng rất dịu dàng tha thiết, không khỏi làm cho Vương Tử Quân mềm lòng. Quay về sao, em nói rất đơn giản, em nghĩ rằng anh đang đi du lịch sao? Khối chính quyền huyện Lô Bắc cũng không phải là nơi anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chồng, em cũng không tin. Nếu anh muốn quay về thì có ai dám ép anh ở lại. Em nghe nói huyện Lô Bắc là một địa phương nổi tiếng có nhiều mỹ nữ, không phải anh nhìn chúng mỹ nữ nào đó mà vui sướng quên cả trời đất rồi đấy chứ. Tần Hồng Cẩm nói đến đây thì liên tục nở nụ cười yêu kiều trong điện thoại. Em đúng là, mỗi lần quay về em đều thực hiện chiến lược tam quang với anh, cho dù anh có tâm tư kia cũng không có lá gan thực hiện, anh cũng không thể chống đỡ nổi. Vương Tử Quân bị những lời của Tần Hồng Cẩm chọc cười, tâm tình rất tốt. Tần Hồng Cẩm vừa nghe thấy chính sách tam quang thì cũng nở nụ cười ha hả qua điện thoại, đây là những ngôn ngữ khi chỉ có hai người bọn họ với nhau. Những lúc đó cứ sau mỗi lần triền miên, hai người lại rơi vào tình huống lắng dịu, nàng thường ghé vào ngực hắn, dán lỗ tai vào lồng ngực, nghe nhịp đập trái tim của hắn, giống như cảm thấy có thứ gì đó đang chảy xuôi trong lòng hắn, nó không phải mồ hôi, mà là nước mắt của nàng, bàn tay hắn lại khẽ vuốt gò má của nàng, khẽ hỏi nàng làm sao lại như vậy. Tần Hồng Cẩm khẽ dùng đầu lưỡi cắn lấy vành tai của hắn, nàng dùng giọng đầy thâm tình để nói chồng, anh rất tốt, rất đẹp, đối với em thì anh là tất cả, em muốn anh thực hiện chính sách tam quang, một là tiêu hao hết thời gian dư thừa của anh, hai là lấy hết tâm tư của anh, ba là đào sạch cơ thể của anh. Em muốn anh không ưu tú như vậy, em muốn anh trở nên bình thường, em sẽ tình nguyện hầu hạ anh, như vậy sẽ không có ai tranh giành anh với em. Tần Hồng Cẩm nói ra những lời như vậy thật sự làm cho Vương Tử Quân cảm động, hắn ôm lấy nàng từ phía sau, nàng cũng nhiệt tình đáp trả, thế là hai người lại điên lên, lại quay cuồng, mãi đến khi co quắp thành đống bùn mới thôi. Tần Hồng Cẩm ở đầu dây bên kia dùng giọng làm nũng nói. Chồng,
khi nào thì anh mới có thể quay về, em đang muốn ôm anh ngủ vùi. Tuy không thể nhìn thấy nhưng trong lòng Vương Tử Quân lại xuất hiện bộ dạng không mảnh vải che thân của Tần Hồng Cẩm, một cảm giác cô đơn bùng lên giữa đêm tối bùng lên trong lòng hắn. Vương Tử Quân thầm cảm thán, thứ kia không nếm không biết, bây giờ nếm trải thật sự là khó thể quên. Tần Hồng Cẩm này là một yêu tinh mê hoặc lòng người, sau khi cùng nàng có quan hệ yêu thương, hắn thường nghĩ đến tình huống hai bên lăn lộn với nhau trên giường, cảm thấy tâm ý viên mãn. Được rồi, không nói đến những chuyện này nữa. Hồng Cẩm, anh nghe nói công ty của chúng ta cũng có chi nhánh ở thành phố Hồng Ngọc phải không? Vương Tử Quân cũng không muốn cả tối khó chịu, hắn vội vàng di chuyển chủ đề. À, đó là con của vị trưởng phòng tuyên truyền thị ủy Hồng Ngọc, dù không biết trời cao đất rộng nhưng lại có đầu óc kinh doanh. Tần Hồng Cẩm cười nhạt rồi ung dung đáp lời. Con của trưởng phòng tuyên truyền thị ủy. Vương Tử Quân thầm vui vẻ, hắn đang định gọi điện thoại cho bố mình, để cho ông làm một văn kiện trên tỉnh ủy. Bây giờ có con của trưởng phòng tuyên truyền thị ủy Hồng Ngọc tham gia vào liên minh siêu thị của mình, cũng không bằng vận dụng năng lực của người này. Nếu vận dụng năng lực trên tỉnh thì rõ ràng là dùng dao giết voi để mổ giun với Trương Thắng Lợi. Vợ, chồng em bị người ta ức hiếp. Vương Tử Quân hạ quyết tâm, sau đó hắn nói với Tần Hồng Cẩm. Tần Hồng Cẩm cười hì hì nghe xong những lời của Vương Tử Quân, nàng yêu kiều cười lên hai tiếng, sau đó dùng giọng dịu dàng vô hạn nói. Chồng cứ yên tâm, những chuyện thế này cứ giao cho em sẽ tìm người làm việc, anh cứ chờ đó mà xem kết quả. Khi điện thoại di động nóng lên thì Vương Tử Quân mới buông ra, hắn miễn cưỡng nằm lên ghế salon, thuận tiện đốt một điếu thuốc, khói trắng lượn lờ, hắn thật sự ngây cả người. Sáng sớm, Vương Tử Quân vừa mở cửa thì Trần Vân Đạt đã chuẩn bị xong điểm tâm, đó là cháo trắng, củ cải trắng, một chén súp gà, hai trái trứng luộc. Điểm tâm nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng Trần Vân Đạt cũng mất khá nhiều công phu, đây là hắn tự mình xuống nhà bếp nói với đầu bếp. Trên phương diện dinh dưỡng, hắn cố gắng đạt đến mục đích đơn giản, hắn tin tưởng với năng lực của Vương Tử Quân, lãnh đạo sẽ nhìn ra ý nghĩ của mình. Sau khi dùng điểm tâm ở nhà khách, Vương Tử Quân đi đến khối chính quyền huyện, hôm nay hắn muốn mở một cuộc họp gặp mặt các đơn vị mình chủ quản, coi như ra mắt mà thôi. Hội nghị được sắp xếp vào lúc 10 giờ sáng, mơ hồ có ý nghĩa tụ tập mọi người lại bên nhau. Tuy Vương Tử Quân không thích những trò liên hoan, nhưng người trong quan trường thì dù sao cũng cần phải thích ứng. Dù thế nào thì làm một nhà lãnh đạo, anh cũng không thể việc gì cũng tự làm, cũng phải nghĩ biện pháp điều hành nhân viên, để cho bọn họ là nhân tài, mình lại tận dụng bọn họ làm việc, bớt lo nghĩ muộn phiền, lại có thể điều động được tính tích cực của các đồng chí. Có kiệu hoa thì cần nhiều người nâng lên, có củi thì cần mọi người châm lửa. Trà trộn trong quan trường không những cần người bên cạnh lôi kéo, còn cần người bên dưới giúp đỡ, như thế mới có thể lên cao, tiến xa. Chủ tịch Vương Tôn Hạ Châu vừa vào phòng làm việc của Vương Tử Quân thì vẻ mặt giống như phạm phải sai lầm, chỉ cần nhìn bộ dạng của người này thì Vương Tử Quân đã thầm hiểu ra vấn đề. Hạ Châu, sao vậy? Hôm nay sao lại ủ rũ như thế? Cậu còn trẻ, cũng cần phải khí thế lên một chút. Vương Tử Quân cũng không mở miệng hỏi, hắn chỉ dùng giọng nhàn nhạt trêu đùa Tôn Hạ Châu. Chủ tịch Vương, tôi không làm tốt công tác mà anh phân phó, khoa thông tin nói chất lượng bản thảo có vấn đề, tối qua còn chưa phát ra. Tôn Hạ Châu tuy thả lỏng hơn một chút nhưng vẫn dùng giọng cẩn thận lên tiếng. Chất lượng bản thảo có vấn đề, là ai xét duyệt? Vương Tử Quân khẽ vung vẫy cây bút trong tay mà nhàn nhạt hỏi. Tôn Hạ Châu nghe được câu hỏi của Vương Tử Quân thì cảm thấy da đầu mình có hơi run lên, phải biết rằng nếu như mình báo cáo rõ ràng, như vậy cứ chờ bị người ta gõ đầu. Trong quan trường chú trọng đạo lý trung dung, kiêng kỵ nhất chính là thân thiết với một vị lãnh đạo nào đó, như vậy rõ ràng là xếp thành hàng mất rồi. Chương 162, Trung tâm. Tin vắn này không thể phát ra, lời này. Trưởng khoa Tô nói, anh ấy nói. Đây là ý của Chủ tịch Đỗ. Tôn Hạ Châu cũng không muốn đứng thành hàng, nhưng thấy Vương Tử Quân hỏi, hắn cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Là ý của Đỗ Tử Cường. Vương Tử Quân không nói một lời mà tiếp tục xoay bút. Tôn Hạ Châu nhìn Vương Tử Quân không nói lời nào, hắn cũng không dám tùy ý động đậy, hắn cung kính đứng trước bàn làm việc. Chờ lãnh đạo nổi giận. Phòng làm việc của Đỗ Tử Cường. Trương Thắng Lợi đang cười tươi như hoa châm thuốc cho Đỗ Tử Cường, lúc này bộ dạng của hắn cực kỳ khúm núm, nào có bộ dạng của một vị cục trưởng. Tư thái của hắn rất cẩn trọng, thật sự còn khách khí hơn cả một tên cán sự của khối chính quyền huyện. Anh Trương,
Không phải tôi nói anh, dù thế nào thì người ta cũng là một vị phó chủ tịch huyện nắm công nghiệp, lần đầu tiên người ta xuống kiểm tra chỉ đạo công tác mà anh không lộ mặt, để cho người ta ngồi đợi nửa ngày, anh nói xem người ta nên đặt thể diện ở chỗ nào. Khó trách người ta gõ đầu anh, xem ra chính bản thân sự việc đã có nguyên nhân quá rõ ràng. Đỗ Tự Cường bắt chéo chân hút thuốc, hắn dùng giọng nghiêm trang nói với Trương Thắng Lợi. Mong chủ tịch cứ yên tâm, anh có gì cứ phân phó, Trương Thắng Lợi này có bao giờ không tận tâm tận lực. Đợi đến khi họp xong, tôi sẽ đi tìm chủ tịch Vương để nói lời xin lỗi. Trương Thắng Lợi vừa nói vừa mạnh mẽ gạt tàn thuốc. Đỗ Tự Cường vừa rồi lên tiếng thì Trương Thắng Lợi đã hiểu ý nghĩa, đơn giản là nói rõ cho mình biết, bản tin của Vương Tử Quân đã bị áp chế, Trương Thắng Lợi anh phải nhớ rõ công lao của anh đây. Đỗ Tự Cường cười nhạt một tiếng, sau đó dùng giọng âm trầm nói. Anh Trương, tôi phải nhắc nhở anh, Chủ tịch Vương người ta là cán bộ lãnh đạo từ tuyến trên phái xuống, nếu như anh ấy tìm đến báo cáo với Bí Thư Hầu, sợ rằng anh sẽ có một bình rượu để uống. Nếu Bí Thư Hầu nổi giận, cũng mặc kệ anh có chịu đựng được hay không, anh ta sẽ không khách khí đâu. Trương Thắng Lợi nghe thấy Đỗ Tự Cường nhắc đến Hầu Thiên Đông, thế là nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạn, vì hắn chính là bộ hạ đáng tin của Hầu Thiên Đông, sẽ khó tránh khỏi tình huống bị la mắng, nhưng sẽ không có bất kỳ tình huống xử lý thẳng tay nào khác. Đúng rồi, lần này anh đến khu văn phòng khối chính quyền chỉ để cảm tạ tôi sao? Đỗ Tự Cường rụi tàn thuốc rồi lên tiếng. Chủ tịch Đỗ, anh cứ oan uổng cho tôi thật sự đặc biệt đến xin lỗi anh. Tiểu Vương, không, chủ tịch Vương kia mở hội nghị các ban ngành, tôi căn bản không có ý định tham gia, nhưng sau khi nghe anh nói rõ ràng như vậy, tôi đã hiểu thông, tôi quyết định nghe theo sắp xếp của anh, tranh thủ thời gian đến tham gia hội nghị và nói lời xin lỗi với chủ tịch Vương, đỡ tiếp tục gây phiền cho anh. À, vậy thì tốt, anh mau đi đi. Đỗ Tự Cường phất tay cho Trương Thắng Lợi đi ra ngoài. Trương Thắng Lợi đi ra khỏi phòng làm việc của Đỗ Tự Cường mà vẻ mặt trở nên u ám, con bà nó, anh chỉ là một tên cán bộ từ bên ngoài phái xuống còn chưa đứng vững bàn chân mà dám nhỏ thuốc vào mắt Trương Thắng Lợi này sao? Đúng là không biết mắt của Vương ra đây như thế nào. Nếu như là các vị thường ủy khác hoặc các phó chủ tịch khác, Triệu Liệt có thể cố gắng nhẫn nhịn mà cúi người, nhưng Vương Tử Quân chỉ là một tên tạm giữ chức phó chủ tịch huyện, là kẻ đến cơ sở đãi cắt tìm vàng. Chỉ cần trong hồ sơ có chút kinh nghiệm công tác cơ sở mà thôi, chỉ cần đủ thời gian sẽ vỗ mông đứng lên bỏ đi, không có quyền lên tiếng trong phương diện nhân sự, ông đây sợ sao? Ông cũng không thể nào chơi một cách quang minh chính đại, nhưng trò đâm dao sau lưng thì không có vấn đề. Trong khu văn phòng khối chính quyền huyện, Trương Thắng Lợi trước nay thường dễ qua lại ở các phòng làm việc của các vị lãnh đạo. Từ khi hắn tiến lên làm lãnh đạo cục thương mại, hắn luôn nắm chắc vấn đề, khi tiếp xúc luôn lấy lãnh đạo là trung tâm. Chỉ cần vào cuối tuần hắn đến đi dạo trong văn phòng khối chính quyền huyện, tìm vài vị lãnh đạo nói chuyện tâm tình, báo cáo vài công tác tư tưởng. Nếu không có mặt các vị lãnh đạo khối chính quyền, hắn sẽ đến văn phòng huyện ủy, phòng tổ chức, phòng ủy ban kỷ luật, đưa vài điếu thuốc, nói vài câu chuyện vui vẻ với các cán bộ cấp khoa viên. Thế cho nên dù cả ngày hắn không có việc gì, hắn đi vào khu văn phòng khối chính quyền cũng thoải mái hơn ở trong cục thương mại. Huyện Lô Bắc khá lớn. Các vị lãnh đạo huyện đều có tai mắt của mình, Trương Thắng Lợi bỏ ra nửa ngày đã đi qua 7 phòng làm việc của lãnh đạo, hắn đi vào chào hỏi, trong số đó có 5 vị lãnh đạo nói vài lời với hắn. Nhưng 5 người kia thì có 4 người nói lời vui đùa với hắn, chỉ có bí thư ủy ban kỷ luật là lên tiếng mắng mỏ Trương Thắng Lợi, để hắn chú ý lực ảnh hưởng của hành động của mình. Tiểu Trương, nghe nói Chủ tịch Vương muốn khen ngợi cậu. Khi Trương Thắng Lợi tiến vào phòng của thượng cấp Tôn Hạo đã dùng giọng tươi cười nói. Trương Thắng Lợi tất nhiên sẽ suy đoán được ý nghĩa lời nói của lãnh đạo, hắn nở nụ cười tự giễu nói. Chủ tịch Tôn cứ chê cười, Chủ tịch Vương không phải muốn bêu xấu tôi sao? Lãnh đạo, bây giờ tôi công tác rất thoải mái, nếu bị nắm chặt cũng không đâu vào đâu. Nếu nói về tuổi tác thì Tôn Hạo nhỏ hơn Trương Thắng Lợi 5 tuổi, thế nhưng mở miệng là gọi Tiểu Trương rất trôi chảy. Tiểu Trương, cậu cũng đừng như vậy, lãnh đạo khen ngợi là chuyện tốt, nhưng Chủ tịch Vương dù sao cũng là mới đến. Có một số việc còn chưa rõ ràng, các cậu là cán bộ lão thành, nên giúp cậu ấy một chút, như thế sẽ tốt hơn. Tôn Hạo nói đến vấn đề giúp đỡ thì nở nụ cười quái dị với Trương Thắng Lợi. Hai mắt Trương Thắng Lợi chợt sáng ngời, hắn đã liên hệ với Tôn Hạo nhiều năm, sao không hiểu rõ tâm tư của lãnh đạo. Lãnh đạo anh Minh, tôi sao không nghĩ ra điều này chứ? Xem ra ý nghĩ của tôi còn cách xa lãnh đạo cả vạn dặm. Trương Thắng Lợi nói rồi dùng bàn tay vỗ vào đầu mình.
Ha ha ha, tiểu Trương này đúng là. Tôn Hạo chỉ tay vào Trương Thắng Lợi rồi cười ha hả nói. Tiểu Trương, nghe nói anh Trúc của phòng giáo dục sắp về hưu, nếu cậu có hứng thú thì tranh thủ một chút. Kính xin lãnh đạo nói tốt cho tôi vài câu. Trương Thắng Lợi tất nhiên sẽ rất ngứa ngáy vì chuyện này, vị trí cục trưởng cục thương mại tuy cùng cấp với trưởng phòng giáo dục, nhưng nếu nói về quyền lợi thì thật sự khó thể so sánh với nhau. Cục thương mại chỉ có vài chục người, trong khi phòng giáo dục thì khác, đây là ban ngành trông coi tất cả giáo viên trong huyện, kinh phí một năm dành cho giáo dục cung không phải con số nhỏ. Trương Thắng Lợi đi ra khỏi phòng họp của Tôn Hạo thì đã là 9:40, hắn đã chào hỏi xong các vị lãnh đạo, lúc này đã đến đúng giờ, thế nên hắn mỹ mãn và thư thả dạo bước đi về phía phòng họp. Chương 163, thiếu nợ hạt vừng trả lại quả dưa hấu. Anh Trương, anh đã đến, nếu anh không đến thì hôm nay tôi phải mời khách. Trương Thắng Lợi vừa vào cửa phòng họp thì có người đồng thanh nói. Trương Thắng Lợi đưa mắt nhìn, người vừa lên tiếng là cục trưởng cục xí nghiệp Phạm Khiếu Huy, người này có giọng điệu khá lớn, một hội nghị trăm người căn bản không cần dùng micro. Anh Phạm, mời khách cái gì, tôi còn chưa đến mà anh đã chuẩn bị sẵn để mời cơm rồi sao? Trương Thắng Lợi vừa trêu chọc vừa ngồi xuống bên cạnh Phạm Khiếu Huy. Ha ha, vừa rồi trước khi anh đến thì tôi đã đánh cuộc với Ngụy Sinh Tân, anh ấy nói rằng anh sẽ không đến, tôi nói anh sẽ đến, đánh cuộc một bữa cơm. Phạm Khiếu Huy nói rồi khẽ xoa xoa bàn tay với một người đàn ông cao gầy ở đối diện. Anh Ngụy, hôm nay tôi muốn ăn vài món thôn dã, giữa trưa hôm nay cũng cần anh Ngụy phải xem xét lại, phải có một bữa trưa phong phú mới được. Người đàn ông cao gầy cười hì hì nói. Điều này không là vấn đề, tôi sẽ phân phó xuống, trưa nay đừng hòng đi được, đến khách sạn điện lực của chúng tôi nếm thử tay nghề của đầu bếp mới xem thế nào. Nghe thấy có người mời khách thì vài người trong phòng họp cũng ồn ào theo, bầu không khí rất nhiệt liệt. Người đàn ông cao gầy tên là Ngụy Sinh Tân, tuy cấp bậc cũng giống như những người ở chỗ này, nhưng hắn là lãnh đạo điện lực nên tiền tài không thiếu, cũng không phải Trương Thắng Lợi có thể sánh được. Anh Trương, tôi nghe nói Chủ tịch Vương muốn tuyên dương anh trên toàn huyện thì phải. Ngụy Sinh Tân đợi tiếng cười lắng xuống thì quay sang cười hì hì hỏi Trương Thắng Lợi. Còn không phải sao, nhưng gần đây tôi làm người an phận, tôi thật sự không có bản lĩnh gì, không đáng để cho lãnh đạo đề cao khen ngợi như vậy. Vì thế việc này tôi thấy nên bỏ qua thì hay hơn. Trương Thắng Lợi ngoài miệng nói lời khiêm tốn nhưng lời giải thích lại cực kỳ khoe khoang. Ý nghĩ của Trương Thắng Lợi đã quá rõ ràng. Đó là Vương Tử Quân tuy muốn chơi mình, nhưng mình lại áp chế xuống, đạo cao một thước nhưng ma cao một trượng, Trương Thắng Lợi hắn là ai? Muốn chơi sao, còn chưa đủ lực. Nhưng tôi cũng cần phải cảm tạ trước mặt Chủ tịch Vương, dù thế nào thì đây cũng là lời khẳng định của lãnh đạo với mình. Trương Thắng Lợi nói như vậy làm cho vẻ mặt đám Ngụy Sinh Tân chợt biến đổi, bọn họ biết rõ Trương Thắng Lợi nào nói lời cảm tạ. Rõ ràng là muốn tạo ra khó khăn cho Vương Tử Quân, cho Chủ tịch Vương biết thế nào là uất nghẹn. Anh Trương, thôi bỏ đi, Chủ tịch Vương dù gì cũng là lãnh đạo của chúng ta, giữa trưa mọi người kính anh ấy hai ly là được. Phạm Khiếu Huy có quan hệ không tệ với Trương Thắng Lợi, hắn tranh thủ khuyên nhủ. Nếu không phải có Tôn Hạo châm ngòi thì Trương Thắng Lợi sẽ nghe lời Phạm Khiếu Huy, nhưng Tôn Hạo vừa rồi đã nói rõ ràng, Trương Thắng Lợi hắn cần gì phải do dự. Hắn biết rõ Phạm Khiếu Huy khuyên mình cũng là vì ý tốt, vì thế chỉ khẽ gật đầu với đối phương mà không nói thêm điều gì. Bầu không khí trong phòng họp có hơi cổ quái, dù Trương Thắng Lợi phản kích Vương Tử Quân có xảy ra hay không cũng vậy mà thôi, sau hội nghị này sẽ có một tin tức lớn bùng ra ở huyện Lô Bắc. Cửa phòng họp bị Tôn Hạ Châu đẩy ra, Vương Tử Quân xoải bước đi vào phòng, hắn khẽ gật đầu với các vị lãnh đạo đơn vị, sau đó đi đến chiếc ghế giữa phòng họp ngồi xuống. Mọi người đều đã đến đông đủ, như vậy là rất tốt, căn cứ vào phân công của huyện ủy, tôi phụ trách công tác của các vị, sau này chúng ta ăn cơm cùng nồi. Kính xin mọi người phối hợp với công tác của tôi. Vương Tử Quân ngồi xuống vị trí trung tâm rồi mỉm cười nói. Ngụy Sinh Tân và Trương Thắng Lợi đang đưa mắt đánh giá vị phó chủ tịch huyện quá mức trẻ tuổi, trên mặt đều lộ ra nụ cười sáng lạn, lời nói giấu trong miệng không phát ra. Tôi tên là Vương Tử Quân, tôi là phó chủ tịch mới đến nhận chức, tôi tin cũng không cần giới thiệu quá nhiều, các vị đã biết rõ tình huống của tôi rồi. Vương Tử Quân khẽ vung tay lên với các vị cục trưởng rồi nói. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp mặt các vị, mời mọi người tự cho ra một vài lời giới thiệu, như vậy cũng để tôi làm quen với mọi người. Sau khi nghe xong lời giới thiệu của Vương Tử Quân, vài vị lãnh đạo tham gia hội nghị đưa mắt nhìn nhau, cũng không ai lên tiếng trước.
Trương Thắng Lợi thấy không ai nói gì, hắn chuẩn bị đứng lên nói lời đầu tiên, nhưng cục diện vẫn bị Ngụy Sinh Tân cướp đoạt. Ngụy Sinh Tân đứng lên nói: "Chủ tịch Vương, tôi là Ngụy Sinh Tân, phụ trách công tác của cục điện lực, sau này sẽ là lính của chủ tịch Vương, kính xin chủ tịch Vương phê bình nhiều hơn, nếu có thời gian thì đến cục điện lực chỉ đạo công tác." Ngụy Sinh Tân nói dù rất khách khí nhưng cũng biểu hiện đầy đủ công phu miệng lưỡi, nếu Vương Tử Quân thật sự vung tay múa chân với hắn, hắn có nghe hay không thì chỉ trời mới biết được. Vương Tử Quân tất nhiên cũng hiểu sự cáo giả của Ngụy Sinh Tân, chính mình mới đến, thậm chí còn chưa vung kiếm lần nào, thế cho nên cũng khó thu phục người. Hắn cười nhạt một tiếng rồi cười nói với Ngụy Sinh Tân: "Cục trưởng Ngụy, anh đừng khách khí, anh chính là lãnh đạo một đơn vị giàu có, sau này kính xin anh giúp đỡ công tác của tôi nhiều hơn." "Đúng rồi, tôi đến huyện Lô Bắc thì có nghe nói khách sạn của xí nghiệp điện lực thuộc cục điện lực huyện là rất tốt, trưa nay chúng ta đến quan sát một lần, thử xem món ăn như thế nào." Vương Tử Quân nói rất khôi hài, vì vậy mà những lãnh đạo nơi đây đều nở nụ cười, trong phòng họp vang lên những tiếng cười vui vẻ, bầu không khí bắt đầu hòa hoãn hẳn lên. Khi có tiếng cười thì bầu không khí cũng sống động hơn, Trương Thắng Lợi nhìn Vương Tử Quân chỉ cần nói vài lời đã làm cho bầu không khí trở nên khác biệt, trong lòng thầm nghĩ. Người này nhìn còn trẻ nhưng lại rất linh hoạt, hừ, cứ chờ đó, để cho Trương Thắng Lợi ta ném cho vài câu chuyện hài hước. "Chủ tịch Vương, tôi là Trương Thắng Lợi của Cục Thương mại, ngày hôm qua anh đến kiểm tra công tác nhưng trùng hợp là tôi không có mặt ở cơ quan, kính xin Chủ tịch Vương thứ tội cho." Trương Thắng Lợi cũng không chờ kẻ khác mở miệng, hắn đứng lên dùng giọng cợt nhả nói. Vương Tử Quân nhìn Trương Thắng Lợi đang đứng trước mặt mình, trong lòng chợt rét lạnh nhưng ngoài miệng lại dùng giọng nóng hổi nói: "Cục trưởng Trương, anh và tôi đều đi công tác, cũng không có gì cần phải phê bình." Trương Thắng Lợi nhìn gương mặt bình tĩnh của Phó Chủ tịch Vương Tử Quân, cũng không thấy có phản ứng gì khác, thế là thầm nghĩ, xem ra đối phương đã bị vấp phải cây đinh Đỗ Tự Cường, bây giờ đã biết làm người. Trương Thắng Lợi có một ý nghĩ mới, hắn cười hì hì nói: "Cảm ơn sự hiểu biết của Chủ tịch Vương, nhưng tôi vẫn luôn áy náy. Tôi thấy không bằng thế này, Chủ tịch Vương, bữa cơm trưa nay cũng không làm phiền Cục trưởng Ngụy, cơ hội này cứ để cho Cục Thương mại, thứ nhất tôi có thể bồi tội với Chủ tịch Vương, thứ hai." Trương Thắng Lợi nói đến đây thì lại cố gắng tỏ ra có chút ngại ngùng. "Nghe anh Địch nói Chủ tịch Vương đang chuẩn bị cho ra một bản tin vắn khen ngợi công tác của tôi, điều này làm cho tôi có chút xấu hổ. Dù thế nào cũng phải cảm tạ sự khẳng định của lãnh đạo với công tác của tôi, thế nên bữa cơm này tôi sẽ quản. Tất nhiên các vị lãnh đạo đơn vị nơi đây đều biết rõ bản tin khen ngợi kia là gì, đặc biệt là lúc này Trương Thắng Lợi càng mượn gió bẻ măng, chính thức lên tiếng và nói ra rõ ràng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Tử Quân, Ngụy Sinh Tân cảm thấy Trương Thắng Lợi này rõ ràng muốn trêu tức vị phó chủ tịch trẻ tuổi kia. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện của mọi người thì cũng hiểu rõ vấn đề. Nếu úc này hắn muốn nổi giận cũng rất khó. Trương Thắng Lợi nói rất biết cách ẩn giấu, dù Vương Tử Quân anh là quan lớn đè chết người thì có thể làm gì được chứ. Đầu óc Vương Tử Quân nhanh chóng vận chuyển, hắn khẽ vung tay lên dùng giọng hời hợt nói: "Cục trưởng Trương, anh muốn mời khách, tôi cũng không phản đối, tôi nghĩ các vị lãnh đạo nơi đây cũng sẽ giơ hai tay tán thành. Còn chuyện tin vắn biểu dương công tác của anh, nói ra tôi cũng nên phê bình chính mình. Vì bản thảo của tin vắn này đã sớm được làm ra, nhưng còn chưa kịp phát ra lời khen ngợi với Cục trưởng Trương." Vương Tử Quân thật sự lên tiếng như nước chảy mây trôi, giống như đang nói về một chuyện bình thường nào đó, giọng điệu của hắn rất hời hợt, lại làm cho đám lãnh đạo ngồi trong phòng có vài phần khinh thường. "À, tôi còn tưởng lần này sẽ được biểu dương lớn, xem ra là vui mừng quá sớm. Chủ tịch Vương, anh không biết đấy thôi, Trương Thắng Lợi tôi đây cố sức quan tâm đến công tác, cúc cung tận tụy. Cũng vì kêu gọi đầu tư mà quanh năm suốt tháng luôn bận rộn, chưa từng được rảnh rỗi. Tôi còn tưởng rằng lần này sẽ được biểu dương nhiệt liệt, bây giờ xem ra cũng mất vui." Trương Thắng Lợi tuy thầm cười lạnh nhưng mở miệng lại giống như đang thở dài vì mất đi cơ hội. Khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười, hắn chợt tiện tay cầm lấy một phần văn kiện, sau đó thản nhiên nói: "Cục trưởng Trương cũng không cần thất vọng, dù trong huyện không thể biểu dương anh, nhưng trong nhật báo thành phố lại có thông tin về anh. Coi như tôi nợ anh một hạt vừng mà trả bằng quả dưa hấu, anh xem thế nào?" Vương Tử Quân nói rồi lấy từ trong cặp ra một tờ báo, tờ thứ hai của bài báo có một dòng chữ lớn, vài ghi chép về vị cục trưởng Trương Thắng Lợi vì dân phục vụ. Gương mặt Trương Thắng Lợi chợt trướng lên như thận lợn, vẻ mặt vui sướng vừa rồi chợt trở nên cô đọng. Hắn nhìn dòng chữ lớn trên báo,
dòng chữ như nhấp nháy trêu tức hắn. Hắn đưa tay sờ đầu mình, giống như ai đó đang vỗ lên đầu hắn vậy. Những năm nay báo đảng dành cho ai xem? Đám cán bộ thường nói, ai viết thì người nấy xem, nhưng thật ra có rất nhiều cán bộ ngồi nhàm chán trong phòng, uống nước trà cả ngày, hút thuốc cả buổi, thế cho nên cũng có thời gian ngâm cứu báo đảng. Cái đề mục cục trưởng vì nhân dân, thật sự là quá vang dội, nếu như bản tin này do Trương Thắng Lợi nhờ người làm ra, tất nhiên hắn sẽ cảm thấy thật sự rất sung sướng, xem như tiền không ném ra uổng phí, dùng tiền mua tờ giấy khen. Vấn đề là thứ này lại chính là kết quả mà Chủ tịch Vương làm ra, thông tin này là thuốc tra vào mắt Trương Thắng Lợi. Hắn cảm thấy sợi dây thừng của Chủ tịch Vương bất cứ lúc nào cũng có thể ném xuống buộc chặt người mình. Phải biết rằng Trương Thắng Lợi đã nhìn chằm chằm vào vị trí trưởng phòng giáo dục từ rất lâu rồi, mỗi ngày đều phải chạy ra vào huyện ủy như cháu nội, như vậy để làm gì? Không phải đợi đến lúc anh Trúc về hưu thì mình có thể bổ sung sao? Nếu để cho người có tâm tư thấy được bản tin này, không phải đang tô son điểm phấn lên mặt thiếu phụ sao? Chỉ cần vung tay xem xét chặt một chút sẽ thấy ngay vấn đề. Trương Thắng Lợi nghĩ đến những lời nhắc nhở của anh Hầu, đó là đừng nên căng thẳng, đừng tự tạo việc cho mình, đừng để người ta cầm được đằng chui, thế là hắn cảm thấy da đầu run lên, hai chân mềm nhũn giống như hư thoát, trong lòng vắng lạnh, cảm giác cô đơn bùng lên, mơ hồ có chút sợ hãi. Hắn nhịn không được phải giật mình, cảm thấy giống như mình bị ma xui quỷ khiến, giống như có gì đó không thể giải thích được. Khi đối mặt với lá bài không giống thông thường của Chủ tịch Vương, hắn chợt cảm thấy mình rối loạn tất cả, vô kế khả khi. Vẻ mặt đám người Ngụy Sinh Tân lại trở nên cực kỳ quái dị, tuy vừa rồi bọn họ cũng tỏ ra đủ tôn trọng Vương Tử Quân, nhưng cảm giác tôn trọng như vậy chẳng qua chỉ là làm cho ra vẻ, bọn họ căn bản cũng không tán thành nhưng cán bộ từ tuyến trên phái xuống đãi cắt tìm vàng như thế này. Nhưng bây giờ thấy Phó Chủ tịch ra tay không giống như bình thường thì thầm cảm thán, thật sự là người không thể nhìn từ vẻ bề ngoài, nước không thể đong bằng đấu. Vài tên cán bộ xảo quyệt thì đưa mắt nhìn nhau, tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm nghị. Vương Tử Quân nhìn nụ cười cứng nhắc trên gương mặt của Trương Thắng Lợi, hắn lại nói tiếp. Nhật báo Hồng Ngọc là báo đảng của chúng ta, hai cấp cán bộ lãnh đạo cấp huyện thị đều rất chú ý đến những tin tức trên tờ báo này, chút lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ phải có. Cục trưởng Trương, sau này anh cũng đừng nên cứ mở miệng là nói Chủ tịch Vương còn thiếu nợ mình đấy nhé. Vương Tử Quân đặt tờ báo trong tay xuống bàn hội nghị, sau đó dùng ánh mắt sâu sắc nhìn Trương Thắng Lợi. Lúc này Trương Thắng Lợi chỉ cảm thấy có ánh mắt sắc bén, nóng rát và lạnh buốt nhìn mình, hắn đành phải gật đầu xấu hổ, cổ họng căng cứng, muốn nói lại thôi, lại cảm thấy giống như hụt hơi. Sau đó đến lượt vài vị cục trưởng khác, bầu không khí giống như càng lúc càng phối hợp, ai cũng trật tự và rõ ràng đứng lên báo cáo cương vị công tác của mình, cuối cùng đều dùng giọng chân thành nói Vương Tử Quân nếu có thể rút ra chút thời gian rảnh rỗi thì đến đơn vị của mình chỉ đạo công tác. Cuối cùng dựa theo lệ cũ hội nghị, Vương Tử Quân sẽ cho ra chỉ thị trọng yếu. Vương Tử Quân nhìn mọi người, sau đó vừa cười vừa nói. Tất cả các vị đang ngồi đây đều là lãnh đạo đơn vị, tôi mong rằng mọi người đã quen với những lời phát biểu. Có câu thế này, hội nghị không long trọng, nói chuyện không quan trọng, lãnh đạo không coi trọng, tiến triển không thuận lợi, xếp đặt không thông suốt, quy hoạch không tốt đẹp, hoàn thành không viên mãn, thành công không quá lớn, công tác không vững chắc, quyết sách không anh minh, v.v. Đây là cái gì? Rõ ràng là những lời rỗng tuếch. Các đồng chí, bệnh hình thức thường hại chết người, hôm nay tôi cho mọi người một cái quy củ, sau này cứ có những cuộc họp của tôi, mọi người cần quan tâm đến tài liệu báo cáo, không cần phải chú ý vẻ bề ngoài, tôi chỉ chú trọng những lời được nói ra từ miệng các anh, không phải từ những lời sáo rỗng. Tôi mong các anh cũng đừng dùng giọng khách khí mà lừa gạt tôi, hy vọng các đồng chí phối hợp công tác. Tiệc rượu giấc trưa cho Trương Thắng Lợi sắp xếp. Vốn Ngụy Sinh Tân đã gọi điện thoại cho khách sạn Diện Lực chuẩn bị xong, nhưng Trương Thắng Lợi đành phải cướp lấy mà thôi. Một hội nghị nhỏ xem như ném cục đá vào mặt biển khối chính quyền vào lúc cuối năm làm văng lên chút bọt nước nhỏ nhỏ, sau đó cũng bị những sự việc cuối năm lấn át. Nhưng bản tin về Trương Thắng Lợi lại được nhiều người quan tâm, được bàn tán xôn xao trong huyện ủy. Đám cán bộ nhìn bản tin với ý nghĩa châm chọc cực kỳ sâu sắc mà ý thức được một vấn đề. Đó là vị phó chủ tịch thường xuyên cười tủm tỉm và gật đầu với các cán bộ đi ngang qua bên cạnh mà không nói lời nào rõ ràng không thể động vào được. Chương 164, không vượt quyền, không biểu hiện. Mùa đông là dòng thời gian dài buồn chán, đêm qua một đợt gió lạnh tràn xuống làm cho cả huyện Lô Bắc giống như đóng băng. Huyện Lô Bắc tiến vào mùa đông không còn là lạnh như trước, mà nó biến thành rất lạnh,
lạnh như cạo xương người, những cơn gió thổi tới vù vù làm cho người ta khó thể nào đi ra ngoài, giới hạn nhiệt độ trong phòng và bên ngoài càng thêm rõ ràng. Một đợt tuyết nhỏ đi qua giống như một bao bố màu trắng quấn lấy cả thế giới, 7 giờ sáng vừa thức dậy thì giám đốc nhà khách Trần Vân Đạt đã đưa đến một tô súp thịt dê nóng hôi hổi. Vương Tử Quân dùng hết tô súp, sau đó hắn đi băng qua hậu viện, đến khu nhà khối chính quyền huyện. Lò sưởi trong phòng làm việc bùng lên ngọn lửa đỏ tạo nên chút cảm giác ấm áp của mùa xuân, nhân viên thông tin nhanh nhạy đã tiếp đầy nước bình thủy cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân mở bình thủy ra, một luồng khói bùng lên chui vào trong mũi, thấm đến tận tim phổi. Vương Tử Quân thật sự có chút yêu thích nhân viên thông tin này, không vì gì khác, một là vì đối phương rất lanh trí và nhanh nhẹn, có ánh mắt, không nói nhiều. Công tác trong cơ quan thì dù cán bộ nào có được lời đánh giá tốt của lãnh đạo cũng không dễ dàng gì. Trước kia Vương Tử Quân đến phòng làm việc thường bỏ trà vào ấm, sau đó bỏ vào chút nước xúc rửa, cuối cùng mới bỏ thêm nước nóng vào bình. Không ngờ chút chi tiết nhỏ như vậy lại bị nhân viên thông tin nhìn vào trong mắt, sau này tiểu tử kia mỗi lần pha trà cho Vương Tử Quân đều dựa theo trình tự như vậy, điều này là tuyệt đối không thể thiếu. Vương Tử Quân là kẻ xuất thân danh môn, từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh ưu việt, hắn nhắm mắt lại cũng có thể thưởng thức được trà đã xúc rửa hay chưa. Vì thế mà hắn càng thêm có vài phần yêu mến tên nhân viên thông tin có ánh mắt tinh đời kia. Vương Tử Quân ngồi trước bàn làm việc nhìn ba loại văn kiện cấp tốc, đốc thúc và chờ đợi, sau đó bắt đầu bỏ thời gian đọc từng loại một. Chủ tịch Vương thân mến. Vương Tử Quân nhìn qua thấy một lá thư của quần chúng, thế là thuận tay mở ra xem. Nội dung trong thư không phải là gì khác, chính là cử động tố cáo ngày hôm đó Vương Tử Quân xuống cục thương mại để kiểm tra và Trương Thắng Lợi cũng không phải xuống xí nghiệp để kiểm tra giám sát, mà đến một địa điểm nào đó để chơi mặt trược. Vương Tử Quân nhìn phong thư mà khóe miệng càng lộ ra nụ cười, hắn nhìn chằm chằm vào một lúc lâu, cũng không đặt phong thư lên bàn mà bỏ vào trong ngăn kéo. Chủ tịch Vương, tôi có chút chuyện gấp cần báo cáo với anh, thật sự không tốt. Đúng lúc Vương Tử Quân muốn bỏ ra thời gian xem từng phần văn kiện thì Tôn Hạ Châu kinh hoàng chạy vào trong phòng. Từ khi cùng Vương Tử Quân đi xuống cục thương mại một lần, Tôn Hạ Châu bắt đầu nhiều lần vào ra phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tuy dựa theo cấp bậc thì Vương Tử Quân không có thư ký riêng, nhưng Tôn Hạ Châu thật sự giống như biến thành một thư ký ở bên cạnh Vương Tử Quân. Chuyện gì xảy ra? Sau vài ngày tiếp xúc với Tôn Hạ Châu, Vương Tử Quân đã có vài phần hiểu về người này, tiểu tử này ăn mặc chất phác, tính cách cẩn thận, bây giờ nôn nóng thế này thì rõ ràng là có chuyện lớn. Chủ tịch Vương, nhà máy in trong huyện có xảy ra một vụ chết người, công nhân nhà máy in đưa thi thể đến vây công khối chính quyền huyện. Nhà máy in. Vương Tử Quân chợt nhíu mày, hắn đã từng xem qua tư liệu về nhà máy in, đây là một trong những xí nghiệp hoàn toàn rơi vào trạng thái đình công của huyện. Xí nghiệp này đã ngừng sản xuất được hơn nửa năm, cũng đã nửa năm rồi chưa trả lương cho công nhân viên. Công nhân đưa thi thể đến kêu oan, đây không phải là chuyện nhỏ. Vương Tử Quân trầm ngâm trong nháy mắt, hắn trầm giọng hỏi. Công nhân kia chết thế nào? Chủ tịch Vương, nghe nói người chết là một công nhân cũ của nhà máy in. Hai vợ chồng đều công tác trong nhà máy, vì không có công ăn việc làm, điều kiện gia đình có hạn, hôm qua con lại muốn ăn thịt, anh ta không có tiền mua, trong lòng rất bức bối nên ra quán mạt trược thử vận may một lần. Kết quả là 10 đồng tiền vốn đã ném hết vào quán mạt trược, anh ta về nhà thì cãi nhau với vợ một trận, con cũng bị đánh khóc lóc rung trời. Tình huống như vậy xảy ra làm cho người ta nghĩ quẩn, anh kia lợi dụng lúc trời tối mà uống thuốc trừ sâu tự tử, đến khi vợ phát hiện ra thì đã chết rồi. Vương Tử Quân nghe được câu chuyện như vậy thì trong lòng cảm thấy bi ai, một tính mạng con người cũng vì chuyện con cái muốn ăn thịt mà bị ép vào đường chết, rõ ràng là chết vì không có tiền lương. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn còn chưa kịp lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Chủ tịch huyện Lưu Thành Quân triệu tập tất cả các vị phó chủ tịch huyện với một hội nghị khẩn cấp, dù không nói nội dung hội nghị, thế nhưng Vương Tử Quân không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được. Lúc này bầu không khí phòng họp của khối chính quyền rất đè nén. Vẻ mặt của Chủ tịch Lưu Thành Quân thật sự không dễ nhìn. Hắn là một vị chủ tịch huyện, trong huyện phát sinh chuyện này cũng coi như là sự cố lớn, dựa theo quy củ thì cũng cần đăng báo, đây cũng không phải là chuyện gì hay với công tác của khối chính quyền. Sự việc khẩn cấp, có lẽ các đồng chí đã được nghe nói rồi, công nhân đến vây công khối chính quyền, trước mắt chúng ta nên làm gì bây giờ? Mời các đồng chí đồng mưu hợp sức, dũng cảm lên tiếng. Lưu Thành Quân uống một hớp nước rồi ném ánh mắt ngưng trọng về phía các vị phó chủ tịch huyện. Lưu Thành Quân khoảng 50 tuổi, tóc ngắn trông có vẻ rất hoạt bát,
lúc này đang dùng ánh mắt chăm chú nhìn đám trợ thủ của mình. Nhưng dù hắn có kỳ vọng và tín nhiệm như thế nào thì các vị phó chủ tịch cũng cúi đầu, không có ai, không có bất kỳ người nào chủ động mở miệng. Vương Tử Quân ngồi ở góc của bàn hội nghị hình elip, hắn là một người vừa đến nhận công tác ở huyện Lô Bắc, chưa quen thuộc tình huống, căn bản không nên tùy ý mở miệng. Lưu Thành Quân ho khan một tiếng, thấy không ai lên tiếng thì trực tiếp điểm danh. Chủ tịch Đỗ, anh nói xem, trước mắt nên xử lý thế nào? Đỗ Tự Cường ngồi bên cạnh Lưu Thành Quân với vẻ mặt không chút sợ hãi, hắn khẽ dùng tay vuốt cằm, sau đó chậm rãi nói. Công nhân kêu oan làm cho đại cục bất ổn định, khối chính quyền huyện nhất định phải coi trọng cao độ, cần phải xử lý vụ này cho thật tốt. Trước mắt chúng ta đang rơi vào tình huống kiểm tra cuối năm, bây giờ sinh sự kiện kêu oan tập thể, đây chính là mục tiêu trách nhiệm lớn, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, sợ rằng chúng ta phải trả giá bằng những cố gắng công tác của cả năm qua. Tôi nghĩ nếu mâu thuẫn càng thêm gay gắt thì các vị cũng không muốn, đây chính là phương diện mà các vị không muốn nhìn thấy. Đỗ Tự Cường bày ra một mớ lời nói sáo rỗng để đề cao tầm quan trọng của sự kiện kêu oan, nhưng hắn lại không nhắc gì đến điểm quan trọng là xử lý vấn đề như thế nào. Vương Tử Quân nhìn Đỗ Tự Cường lại nhải lắm lời, chút hảo cảm với đối phương lại giảm đi vài phần. Đỗ Tự Cường đang chơi trò thái cực quyền, dù sao thì hắn cũng không phải người chủ quản khối công tác này. Nhưng Lưu Thành Quân là chủ tịch huyện thì cũng chẳng thể đẩy đi đâu được, hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn Đỗ Tự Cường, sau đó đưa mắt nhìn sang Tôn Hạo. Chủ tịch Tôn, anh là người trông nom công nghiệp, anh nói xem nên làm gì bây giờ? Lưu Thành Quân thấy Đỗ Tự Cường sống chết không chịu cho ra phương án xử lý vấn đề, thế nên chỉ có thể quay sang hỏi Tôn Hạo. Vẻ mặt Tôn Hạo rất ngưng trọng, hắn nuốt một ngụm nước miếng rồi cười nhạt nói. Có câu nói thế này, đúng chỗ không vượt quyền. Cống hiến không biểu hiện. Chủ tịch Lưu, đây là khối công tác thuộc về chủ tịch Vương, anh nên hỏi anh ấy thì hay hơn. Tôn Hạo trước nay luôn bức bối với Vương Tử Quân, hắn cũng từng nghe nói Trương Thắng Lợi bị Vương Tử Quân chơi cho một vố khổ sở, bây giờ có được cơ hội nào bỏ qua cho Vương Tử Quân. Lưu Thành Quân lúc này mới chợt bừng tỉnh, giống như lúc này mới ý thức được trong phòng còn có một vị phó chủ tịch mới. Thế là hắn gật đầu, hắn dùng ánh mắt không đếm xỉa nhìn Vương Tử Quân rồi thản nhiên nói. Chủ tịch Vương dù sao cũng đến huyện chưa được mấy ngày, cũng không quá quen thuộc tình hình của nhà máy in, chủ tịch Tôn, tôi thấy anh nói thì hay hơn. Tôn Hạo nhếch miệng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Vương Tử Quân, sau đó hắn nói. Nếu chủ tịch Lưu cho tôi nói, tôi cũng chỉ giải thích thô thiển mà thôi, coi như thả tép bắt tôm. Tôi cảm thấy muốn giải quyết chuyện này thì chỉ cần phát tiền là xong, chỉ cần chủ tịch huyện cho ra một khoản tiền 1 triệu, để cho tôi đưa ra phát cho công nhân, như vậy dân tâm ổn định. Thế là thiên hạ thái bình. Tuy Vương Tử Quân không xem trọng cách làm người của Tôn Hạo, nhưng hắn lại cực kỳ đồng ý với cách giải quyết vấn đề của Tôn Hạo vào lúc này. Tôn Hạo nói cũng không phải không hợp lý, công nhân biểu tình kêu oan cũng vì một tiêu điểm, đó là khất nợ tiền lương. Chỉ cần chúng ta có thể trả tiền lương, sau đó trấn an một phen, như vậy sự kiện kêu oan sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ, giải quyết dễ dàng. Chủ tịch Tôn, anh nói thì rất dễ dàng linh hoạt. Bây giờ trong tài khoản của phòng tài chính chỉ còn lại 200 ngàn, bây giờ tôi còn đang đau đầu xem nên phát tiền lương thưởng cho cán bộ công nhân viên bằng cách nào, anh lại há miệng đòi 1 triệu, anh cho rằng tiền có thể in ra được sao? Mà dù tiền có thể in ra được cũng cần phải có thời gian, anh nói như vậy thật sự giống như không? Đỗ Tự Cường không chờ Lưu Thành Quân mở miệng, hắn trực tiếp cắt đứt lời Tôn Hạo. Tôn Hạo giống như có chút e sợ vì Đỗ Tự Cường chặn họng mình, hắn chỉ có thể nở nụ cười lúng túng và nói. Chủ tịch Đỗ, tôi cũng chỉ nói về sự việc này mà thôi, công nhân muốn chính là tiền lương, chủ tịch huyện nói tôi nghĩ biện pháp, tôi không phải đang tìm biện pháp sao? Lúc này mặt Lưu Thành Quân đã đóng băng, hắn nhìn thoáng qua Đỗ Tự Cường rồi nói. Chủ tịch Đỗ, chuyện này chậm trễ cũng không được, anh xem trong huyện còn bao nhiêu tiền có thể phân phát. Chủ tịch Lưu, tôi có thể bỏ ra 200 ngàn, nhưng nếu bỏ ra số tiền này thì các công tác trong huyện khỏi cần tiếp tục. Chúng ta không có tiền trong túi, dù làm việc gì cũng khó khăn. Đỗ Tự Cường rút ra một điếu thuốc, hắn châm lửa và dùng giọng đông cứng nói. Vậy trước tiên lấy ra 100 ngàn, trước tiên phát cho công nhân 1 tháng lương, phần tiền còn lại sắp xếp cho gia thuộc của gia đình công nhân tử vong. Lưu Thành Quân trầm ngâm một lát, sau đó hắn trực tiếp lên tiếng. Đỗ Tự Cường dù có chút không tình nguyện nhưng cũng biết sự việc khẩn cấp, cũng chỉ có thể nhanh chóng giải quyết. Nếu không đám công nhân kích động này sẽ náo loạn, đây cũng không phải là chuyện đùa, nếu càng để lâu sẽ càng không xong.
Hội nghị rằng có hơn 10 phút thì kết thúc, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc thì Lưu Thành Quân cũng không hỏi ý kiến một vị phó chủ tịch được phân công công nghiệp như Vương Tử Quân. Tuy đây là một phương án bảo vệ Vương Tử Quân, nhưng trong đó nổi lên một cảm giác khinh thường rất rõ ràng. Vương Tử Quân nhìn đám người Lưu Thành Quân vội vàng bỏ đi, hắn cảm thấy mình dù đang cố gắng dựng lên chút uy tín ở tuyến dưới, nhưng nói về tổng thể thì mình không có chút quyền lợi gì trong khối chính quyền huyện. Tuy điều này có liên quan đến nguyên nhân mình mới đến nhận chức, nhưng hắn bị người ta ghẻ lạnh, điều này làm hắn tỏ ra không chút thích thú. Khối chính quyền huyện có cho ra câu trả lời thích đáng, công nhân kêu oan cũng nhanh chóng tản đi, nhưng tiếng khóc lóc của gia đình công nhân bị tử vong lại luôn vang vọng trong lòng Vương Tử Quân. Chương 165, không cầm kim cương, không ôm đồ sứ một. Chủ tịch Vương, đây chính là nhà máy in của huyện chúng ta. Trước kia nhà máy kinh doanh phát đạt thì là xí nghiệp có lợi ích và hiệu quả lớn nhất trong huyện. Hai năm qua các vị quản lý cao tầng đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp nhưng thật sự không thể nào cải thiện được tình hình, thế là chậm rãi rơi vào tình huống như lúc này. Phó giám đốc nhà máy Đỗ Tử Đằng vuốt ve những chiếc máy lạnh buốt trong xưởng, sau đó dùng giọng đau lòng nói với Vương Tử Quân. Đây đã là ngày thứ ba kể từ sau khi có sự kiện công nhân tự sát, Vương Tử Quân dẫn theo Tôn Hạ Châu xuống nhà máy in, vị giám đốc nhà máy in hai năm trước đã tìm được phương pháp vào công tác trong cơ quan chính quyền, bây giờ chỉ còn lại một mình phó giám đốc Đỗ Tử Đằng nắm nhà máy. Vương Tử Quân cũng không nói gì, hắn tiến hành xem xét nhà xưởng. Đỗ Tử Đằng cũng không có hy vọng xa vời gì với vị phó chủ tịch huyện trẻ tuổi này, nhưng nhìn thái độ xem xét nghiêm trang của đối phương, hắn thầm tính xem có thể nhân cơ hội xin chút phúc lợi năm mới hay không, thế cho nên mãi luôn cung kính đi sau lưng lãnh đạo. Những người này đang làm gì? Vương Tử Quân đi vào một góc nhà máy, hắn thấy vài công nhân đang bận rộn làm việc, thế là mở miệng hỏi Đỗ Tử Đằng. Chủ tịch Vương, đây đều là công nhân của nhà máy, bọn họ có nhiệm vụ giữ gìn thiết bị. Tuy xưởng đã ngừng sản xuất nhưng thiết bị ở đây không thể không bảo dưỡng, nhiều ngày qua đi, bảo bối dù ném một chỗ cũng biến thành sắt vụn. Đỗ Tử Đằng đi bên cạnh Vương Tử Quân rồi mở miệng giải thích, đồng thời hắn cũng đi về phía đám công nhân đang bận rộn ở phía bên kia. Vương Tử Quân lấy thuốc phát cho mọi người, sau đó lại ném cho Đỗ Tử Đằng một điếu, cuối cùng mới cười nói. Hôm nay tôi đến chính là muốn tìm hiểu rõ tình huống của nhà máy in, vừa rồi nhìn các vị công nhân cẩn thận bảo trì máy móc, tôi hoàn toàn có thể thấy được mọi người có một cảm tình rất lớn với nhà máy in này. Mọi người xem công tác ở nhà máy như nhà Minhatep, điều này làm cho tôi cảm động. Các vị đã công tác ở nhà máy được vài chục năm, có lẽ đã rất hiểu tình hình của nhà máy. Vì thế tôi có thể hy vọng mọi người nói chuyện công bằng, tìm ra điểm mấu chốt trong tình huống suy tàn của nhà máy, nhìn xem chúng ta phải làm sao mới vượt khỏi tình huống khó khăn vào lúc này được. Lúc mới bắt đầu thì công nhân còn có chút kiêng kỵ Vương Tử Quân, nhưng khi hắn nói ra những lời như vậy thì gương mặt căng cứng của bọn họ có hơi hoàn hoãn trở lại. Bọn họ nhìn gương mặt ôn hòa của vị chủ tịch huyện, hơn nữa đối phương hạ thấp tư thái làm cho bọn họ cảm động, thế là bắt đầu mở miệng nói nhiều lời. Chủ tịch Vương, nếu muốn cho nhà máy sống lại, như vậy chúng ta cần phải có đơn đặt hàng, chỉ cần có đơn đặt hàng thì chúng ta có thể lập tức sản xuất, như vậy nhà máy sẽ hồi sinh. Một công nhân lớn tuổi cầm điếu thuốc hít một hơi rồi vừa cười vừa nói. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy kỹ thuật của nhà máy đã lạc hậu, nếu trong huyện có thể đầu tư, cho chúng tôi thiết bị mới, cải tiến kỹ thuật, có lẽ không quá 3 tháng sẽ lại có lợi nhuận. Công nhân lên tiếng lời nào cũng có. Vương Tử Quân cũng ghi lại những ý kiến của mọi người vào sổ. Vương Tử Quân thật sự cũng có ý nghĩ đại khái với xí nghiệp thế này, những công nhân nơi đây đã công tác nhiều năm, nếu nói ai hiểu rõ nhà máy nhất thì rõ ràng đó là bọn họ. Chủ tịch Vương, nếu chúng tôi có thể thu về khoản tiền mà công ty rượu trên thành phố nợ nhiều năm qua, chúng tôi có thể cứu sống được nhà máy. Một viên công nhân hơn 40 chợt mở miệng nói. Nhà máy rượu thành phố nợ tiền. Vương Tử Quân chợt sững sờ. Hắn không ngờ một xí nghiệp nghèo khó đến mức không thể nào phát lương cho công nhân lại có con nợ bên ngoài. Vương Tử Quân không khỏi chuyển ánh mắt về phía viên công nhân kia. Viên công nhân trung niên tiếp nhận ánh mắt soi mói của Vương Tử Quân thì có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn dương mắt tiếp đón. Có chuyện gì xảy ra? Vương Tử Quân nhìn và hỏi Đỗ Tử Đằng ở bên cạnh. Trong phòng làm việc của Đỗ Tử Đằng, cuối cùng thì Vương Tử Quân cũng biết đầu đuôi câu chuyện. Thì ra nhà máy rượu Hồng Ngọc chính là xí nghiệp có hiệu quả và lợi ích nhất thành phố Hồng Ngọc, loại rượu Hồng La Xuân mà công ty sản xuất ra được bán khắp trong ngoài thành phố Chiết Giang.
Năm xưa nhà máy in Lô Bắc đặc biệt cung cấp thùng và bao bì cho nhà máy rượu Hồng Ngọc, khi đó vì vấn đề kinh doanh nên công ty rượu có khất nợ một chút tiền hàng, sau đó nợ cũ chồng nợ mới, tích lũy qua ngày tháng, đến cuối cùng trở thành một con số lớn, càng để lâu càng nhiều. Đến bây giờ số tiền công ty rượu Hồng Ngọc nợ nhà máy in Lô Bắc đã đến con số 1 triệu, nhưng khi nhà máy in Lô Bắc có xu hướng suy sụp thì công ty rượu Hồng Ngọc lại có ý muốn quỵt nợ. Trước kia lãnh đạo huyện cũng từng có ý với sổ nợ này, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, ai muốn đi đòi cũng không được xu nào, hơn nữa lại còn trở nên rất thảm hại. Nhà máy rượu Hồng Ngọc là một xí nghiệp nổi tiếng thành phố Hồng Ngọc, hầu như được các vị lãnh đạo thành phố rất ưa thích, hơn nữa giám đốc nhà máy có quan hệ rất thân thiết với thị ủy, huyện ủy căn bản không thể nào đắc tội được, vì thế mà khoản nợ kia càng khất nợ thời gian dài, hầu như đã biến thành khoản tiền nợ khó đòi. Chủ tịch Vương, khoản tiền này cũng không phải dễ lấy về, những năm qua kẻ thiếu nợ đã biến thành ông nội, người cho mượn biến thành cháu nội. Tôi cũng khuyên anh đừng nên động vào sự việc nha Phi, trước kia bí thư huyện ủy đã từng một lần náo loạn với nhà máy rượu Hồng Ngọc, nhưng không làm được gì, chưa nói đến chuyện bị phê bình, còn bị ném vào khối mặt trận Tổ quốc thành phố. Đỗ Tử Đằng thấy vị phó chủ tịch trẻ tuổi có chút động tâm, thế là vội vàng khuyên nhủ, dù hắn vừa mới gặp mặt Vương Tử Quân. Thế nhưng hắn không biết vì sao mà chính mình lại sinh ra cảm giác rất thân thiết. Vương Tử Quân khẽ cười, hắn đưa cho Đỗ Tử Đằng một điếu thuốc, nhưng hắn cũng không tỏ thái độ mà rời chủ đề. Sau khi kết thúc một buổi kiểm tra nhà máy in, Vương Tử Quân đã phí hơn phân nửa thời gian buổi tối để lập ra một kế hoạch xây dựng và phát triển nhà máy dựa theo những kinh nghiệm cải cách xí nghiệp vào đời trước của mình. Sáng hôm sau Vương Tử Quân vừa đi làm đã đến tìm Chủ tịch Lưu Thành Quân, sau khi được thư ký thông báo. Vương Tử Quân đi vào thấy Chủ tịch Lưu Thành Quân đang cầm một thùng ô doa tưới cho những chậu hoa trong phòng. Chào Chủ tịch Lưu, xem ra anh rất có nhã hứng. Vương Tử Quân mỉm cười lên tiếng chào hỏi Lưu Thành Quân, coi như biểu hiện đã đủ tôn trọng lãnh đạo khối chính quyền huyện Lô Bắc, cũng xem như biểu hiện cung kính. Quan trường chính là một thế giới kỳ diệu, giống như một tấm kính, nó có thể phóng đại ưu điểm của anh, cũng có thể tô đẹp nhược điểm. Ví dụ như chuyện chăm sóc hoa. Nếu như là một người đàn ông bình thường, mỗi ngày loay hoay bận rộn đủ mọi chuyện, không ăn uống thì cũng xã giao, nhất định không có thời gian chăm hoa tưới cảnh, nhưng nếu đó là một sở thích của lãnh đạo, như vậy sẽ được các cán bộ cấp dưới coi đó là thú vui tao nhã. Lưu Thành Quân nghe được lời nói vui của Vương Tử Quân thì cũng không buông thùng ô doa ra, hắn chỉ khẽ cười một tiếng. Chủ tịch Vương đến rồi à, cậu ngồi đi. Vương Tử Quân cười cười đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lưu Thành Quân. Tuy Lưu Thành Quân vẫn đang tưới hoa nhưng lại dùng giọng ân cần hỏi. Chủ tịch Vương, huyện Lô Bắc chúng ta điều kiện gian khổ, cậu có quen không? Có gì cần thì cậu cứ nói, tôi sẽ cho người đi xử lý giúp cậu. Lưu Thành Quân quan tâm như vậy cũng không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy ấm áp, nhưng hắn biết rất rõ ràng, chủ tịch Lưu làm như vậy chỉ là phép thử mà thôi. Đồng thời hắn cũng biết rõ, trong quan trường thì sự quan tâm của lãnh đạo sẽ đồng nghĩa với sự biết ơn của cán bộ. Dù là lãnh đạo chỉ cho anh một ơn huệ nhỏ như hạt vừng, anh cũng phải dùng hai tay bưng lấy nó như nhận được quả dưa hấu. Chương 165, không cầm kim cương, không ôm đồ sứ 2. Vương Tử Quân ngoài miệng lại cười nói. Cảm ơn Chủ tịch Lưu đã quan tâm, tôi đến huyện Lô Bắc cũng không phải để hưởng thụ, điều kiện nếu không tốt thì tôi cũng hiểu có anh quan tâm giúp đỡ. Hôm nay tôi đến tìm anh, chính là muốn nói với anh về vấn đề nhà máy in. Lưu Thành Quân rất hài lòng với thái độ của Vương Tử Quân, nhưng điều làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là Vương Tử Quân đến tìm mình vì vấn đề của nhà máy in. Hắn cảm thấy bất ngờ nên đặt thùng nước lên mặt bàn, hắn dùng ánh mắt chăm chú nhìn Vương Tử Quân, sau đó nói. Chủ tịch Vương có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác, thật sự rất tốt, cuối cùng thì cán bộ được phái đến huyện Lô Bắc cũng là người có tố chất cao. Chủ tịch Lưu, tôi còn phải cảm tạ anh ở chuyện xử lý vấn đề của nhà máy in. Lẽ ra khối công nghiệp là do tôi phụ trách, anh không nói hai lời mà ôm hết trách nhiệm dùm tôi, điều này làm tôi thật sự cảm kích. Vương Tử Quân nói rồi lại lên tiếng tâng bốc Lưu Thành Quân. Dù có truy cứu trách nhiệm thì sự kiện nhà máy in cũng không thể nào ném lên đầu Vương Tử Quân, nếu như tuyến trên có nắm chắc sự việc vừa rồi thì Lưu Thành Quân là chủ tịch huyện sẽ khó tránh khỏi liên quan. Nhưng Vương Tử Quân nói như vậy lại làm cho Lưu Thành Quân cảm thấy rất thoải mái, hắn là một chủ tịch huyện. Sao không hy vọng thuộc hạ nói mình dũng cảm nhận lấy trách nhiệm? Chủ tịch Vương, tôi là một cán bộ đứng đầu khối chính quyền huyện, chúng ta đã có phân công rõ ràng, cũng có hợp tác rõ ràng, nếu xảy ra vấn đề thì trách nhiệm của tôi là khó tránh khỏi, tôi sẽ không từ chối.
Đây là tính cách của tôi, cậu biết rõ là được, chúng ta cùng nhau nhập gánh công tác cũng không phải dễ dàng gì, mọi người nên đồng tâm hiệp lực cùng nhau duy trì và phát triển công tác là được. Lưu Thành Quân dùng ba ngón tay gõ lên mặt bàn, sau đó mỉm cười nói. Bầu không khí trong cuộc nói chuyện giữa Vương Tử Quân và Lưu Thành Quân chợt tốt hẳn lên, Vương Tử Quân tiếp tục buôn chuyện vài câu với Chủ tịch huyện, sau đó mới đưa tư liệu về phương án phát triển nhà máy in cho Lưu Thành Quân rồi nói. Chủ tịch Lưu, hai ngày nay tôi luôn nghiên cứu về vấn đề của nhà máy in, tôi có viết ra một bản nghiên cứu, tất nhiên sẽ không thành thục, mong anh xem qua và cho ra nhận xét. Lưu Thành Quân nhận lấy báo cáo, sau đó xem qua đại khái, nhưng sau khi xem đến phần sau cùng, thấy Vương Tử Quân đề xuất tiến hành thay đổi chế độ xã hội với nhà máy in, vẻ mặt hắn chợt trở nên ngưng trọng hơn, tốc độ xem xét cũng chậm hơn vừa rồi rất nhiều. Chủ tịch Vương, kế hoạch của cậu là rất tốt, nhưng cái này thật sự cần tiền, mà cậu cũng biết tình hình tài chính của huyện chúng ta thế nào rồi, tôi bây giờ còn phải đau đầu nhức óc vì tiền lương và tiền thưởng vào năm mới cho cán bộ. Còn chuyện cho vay, từ năm ngoái ngân hàng trong huyện đã khẳng định sẽ không bao giờ cho nhà máy in vay mượn nữa rồi. Lưu Thành Quân đặt kế hoạch của Vương Tử Quân lên mặt bàn rồi thở dài một hơi nói. Lưu Thành Quân thấy chỉ cần mình dội một chậu nước lạnh lên đầu Vương Tử Quân, như vậy vị phó bí thư này sẽ biến thành gà dù. Khát vọng không thôi thì có được gì, nếu anh không ngâm mình trong nước lạnh thực tế thì làm được gì. Đến khi anh lao thân vào cuộc sống đầu rơi máu chảy. Lúc đó anh mới biết những thứ mà anh viết ra giấy chỉ là lý luận suông, sẽ tự mình loại bỏ đi mà thôi. Nhưng khi Lưu Thành Quân nhìn về phía Vương Tử Quân, hắn lại phát hiện người thanh niên kia giống như không bị những lời nói của mình làm cho sợ hãi, ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm vào mình giống như còn sáng hơn vừa rồi vài phần. Chủ tịch Lưu, anh nói rất đúng, vấn đề lớn nhất là tiền, khôi phục sản xuất hay thay đổi chế độ cũng là vậy, nếu không có tiền sẽ không xong. Vì thế mà lúc này tôi mới chuẩn bị đi thu tiền nợ của người ngoài với nhà máy in. Vương Tử Quân bình tĩnh uống một hớp nước rồi dùng giọng hời hợt nói. Cậu nói gì, cậu muốn đi thu hồi nợ của nhà máy in? Chủ tịch Vương ơi là chủ tịch Vương, cậu có biết xí nghiệp nào thiếu nợ nhà máy in không? Lưu Thành Quân đốt một điếu thuốc rồi trầm giọng hỏi Vương Tử Quân. Biết rõ, không phải là nhà máy rượu Hồng Ngọc sao? Tôi nghe nói nhà máy này hoạt động rất tốt. Nhưng bọn họ lại nợ tiền in ấn của nhà máy in, căn bản chỉ là chín châu mất một sợi lông, không cần phí lực quá nhiều. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ hiểu ý nghĩ của Lưu Thành Quân, nhưng hắn lại giả vờ hồ đồ để lên tiếng không chút quan tâm. Lưu Thành Quân thầm nghĩ, nhà máy này sản xuất rượu Hồng La Xuân có hiệu quả cao, tôi biết rõ điều này, tôi còn biết bọn họ có nhiều tiền, nhưng biết thì làm được gì. Cầm được tiền trong túi áo của người ta thì chưa chắc đã có thể sống yên ổn được, đám người kia đều là đại gia. Có tiền có quyền, mắt cao bằng trời, nào quan tâm đến một vị phó chủ tịch huyện như cậu. Lưu Thành Quân muốn cố ý nói rõ điều này cho Vương Tử Quân, thế nhưng nhìn gương mặt tự tin của đối phương, hắn chợt nhớ đến câu chuyện lan truyền trong huyện, về tình huống Vương Tử Quân sửa chữa Trương Thắng Lợi. Trong lòng Lưu Thành Quân chợt bùng lên một ý nghĩ, không bằng mượn cơ hội này để gõ đầu Vương Tử Quân. À, kế hoạch của cậu rất tốt, nhưng nhà máy rượu Hồng La Xuân cũng không phải dễ trêu vào. Cậu cần chú ý phương pháp tiếp cận. Lưu Thành Quân trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu. Sau khi nghe lời bày tỏ thái độ của Lưu Thành Quân thì Vương Tử Quân không khỏi cảm thán, vị chủ tịch huyện này không giống như người thường, tỏ thái độ rất cẩn thận, coi như tiến có thể công lui có thể thủ. Vương Tử Quân nếu đưa được tiền về thì khó thể nào tránh khỏi sự giúp đỡ của chủ tịch Lưu, nếu không có tiền quay về thì chính chủ tịch Vương là không đúng, tôi là chủ tịch huyện đã nhắc nhở anh, yêu cầu anh chú ý phương pháp tiếp cận. Sao anh không chịu nghe? Dù Vương Tử Quân thầm oán với thái độ của Chủ tịch Lưu, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ biểu hiện nào, hắn chỉ mỉm cười nói. Tôi nhất định sẽ làm theo chỉ thị của Chủ tịch Lưu, sẽ liên hệ thật tốt với nhà máy rượu Hồng La Xuân, tranh thủ lấy tiền về huyện. Lưu Thành Quân chỉ khẽ cười và gật đầu, sau đó nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Lưu Thành Quân không nói lời nào thì Vương Tử Quân cũng hiểu ý, văn hóa bưng trà tiễn khách thật sự quá thấu đáo. Chủ tịch Lưu bây giờ cũng đang dùng chiêu này. Chủ tịch Lưu, nếu như anh không có chỉ thị nào khác, tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy. Vương Tử Quân đứng lên ghế, hắn vừa cười vừa nói. À, Chủ tịch Vương, nếu không có việc gì thì cũng nên thường xuyên đến đây. Đèn không khơi không sáng, chúng ta nên trao đổi nhiều hơn, như vậy mới có lợi cho việc triển khai mở rộng công tác. Nếu như ăn cơm nhà khách không hợp, cậu có thể đến nhà tôi sẽ cho chị dâu làm vài món ngon đãi khách.
Lưu Thành Quân đứng lên dùng giọng đầy nhiệt tình nói. Vương Tử Quân đối mặt với cảnh ô lưu của Chủ tịch Lưu, hắn tất nhiên sẽ không ngốc mà từ chối. Tuy hắn có hậu trường, cũng không cần Lưu Thành Quân, thế nhưng kinh nghiệm kiếp trước nói cho hắn biết, hậu trường cũng không phải giải quyết được tất cả, Kiệu Hoa phải do nhiều người nhấc lên. Mình nếu muốn tiến xa hơn thì nhất định phải nhờ vào nhiều lực lượng, nếu mù quáng gây thù hằn, nhất định là một phương án cực kỳ không khôn ngoan. Chủ tịch Lưu, tôi cũng không khách khí, nói thật, những ngày qua dạ dày cứ nôn nao, tôi thấy chị dâu làm cơm nhất định sẽ rất ngon, xem như tôi được ăn một bữa cơm miễn phí, đến lúc đó chủ tịch Lưu cũng đừng trách. Ha ha ha, chỉ là một bữa cơm mà thôi. Lưu Thành Quân nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì cười lên ha hả, hắn đứng lên tiễn chân Vương Tử Quân ra ngoài cửa giống như tiễn một người em của mình. Lưu Thành Quân nhìn Vương Tử Quân đi xa, hắn lại ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, hắn khẽ lật qua bản kế hoạch của Vương Tử Quân, trong miệng lẩm bẩm. Cán bộ trẻ gặp chút ngăn trở cũng tốt. Lưu Thành Quân nói rồi ném bản kế hoạch của Vương Tử Quân vào trong ngăn kéo. Chương 166, không bột đố gột nên hồ. Đường Tây giao nội thành Hồng Ngọc, hai bên đường là một hàng dương thụ, từng dãy nhà cao tầng. Gió lạnh bùng lên, trong không khí là mùi rượu nhàn nhạt, trong một khuôn viên trồng nhiều cây sồi có một cột cờ cao hơn 10 thước, bên trên là một lá cờ đỏ thêu ba chữ, Hồng La Xuân. Lá cờ thêu ba chữ liên tục lay động trong gió, giống như nghiêm trang tuyên cáo với toàn bộ thành phố Hồng Ngọc về một xí nghiệp đầy phong thái. Nhà máy rượu Hồng La Xuân tuy chỉ là một xí nghiệp vừa phải nhưng lại xếp hạng đầu ở thành phố Hồng Ngọc, đối với người thành phố Hồng Ngọc thì đây không còn là bí mật gì. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần nhìn chiếc xe Mercedes-Benz ở dưới mông của giám đốc công ty Tần Thọ Sinh, cũng đủ cho tất cả xe riêng của cán bộ lãnh đạo thành phố phải lép vế, lại càng chưa nói đến khoản tiền thuế mà mỗi năm công ty đóng cho thành phố. Lắm tiền nhiều của, đây thật sự là chân lý có thể dùng được ở mọi nơi. Nhà máy rượu Hồng La Xuân này có hiệu quả và lợi ích cực tốt, có nhiều tiền, tất nhiên lãnh đạo thành phố sẽ cực kỳ quan tâm, tất cả những chính sách gì tốt đều được lãnh đạo phân phối đến công ty. Tình huống này càng làm cho công nhân viên nhà máy có cuộc sống sung túc thoải mái, dù là nam hay nữ muốn tìm đối tượng cũng có ánh mắt rất cao. Nghe nói có một bà mối muốn giới thiệu đối tượng cho một nam công nhân của công ty, cô gái kia công tác ở một đơn vị nhà nước, việc làm ổn định, dáng người không tệ. Nhưng không ngờ tên kia nhìn vào lại không thuận mắt, bà mối tìm hiểu mãi mới biết được nguyên nhân, tên kia lên tiếng, nói rằng nhân viên nhà nước thì có gì hay. Có thể coi làm cơm ăn được sao? Khỏi cần tìm đối tượng ở bên ngoài, nữ công nhân trong nhà máy mới là đối tượng cần chú ý, vì tiền lương cao, phúc lợi cũng không ai sánh bằng, như vậy thì nước phù sa sao có thể chảy sang ruộng người ngoài. Chủ tịch Vương, phía trước chính là nhà máy Hồng La Xuân. Đỗ Tử Đằng chỉ vào cổng chính cao hơn 2 mét rộng 10 mét rồi dùng giọng hâm mộ nói. Đỗ Tử Đằng thật sự không thể không hâm mộ, nhà máy người ta phát triển mạnh mẽ, nhà máy in của mình thì sập ổ, cũng đều là nhà máy nhưng hai bên chênh lệch quá lớn. Vương Tử Quân từ trong chiếc Santana màu đỏ chui ra, hai con ngươi nhìn về phía lá cờ màu đỏ đang đón gió ở trong cổng nhà máy Hồng La Xuân, sau lưng hắn là Tôn Hạ Châu, trong tay còn cầm theo một chiếc cặp. Tôn Hạ Châu dạo này thường dính chặt với Vương Tử Quân, lần này Vương Tử Quân muốn ra ngoài thu nợ cũng đưa Tôn Hạ Châu đi theo, còn chuyện xe cộ, tuy Vương Tử Quân không có xe chuyên dụng nhưng lại có nhiều biện pháp. Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Ngụy Sinh Tân của Cục Điện lực, Cục trưởng Ngụy cũng không nói hai lời mà trực tiếp đồng ý. 10 phút qua đi, Ngụy Sinh Tân tự mình lái xe đến. Hơn nữa hắn còn mở miệng nói rõ vấn đề, nói rằng Chủ tịch Vương cứ yên tâm, chỉ cần anh cần thì nói một câu là được. Ngụy Sinh Tân tôi sẽ nghe theo lời của Chủ tịch Vương bất cứ lúc nào. Dù là có bất kỳ tình huống gì tôi cũng sẽ đảm bảo cho Chủ tịch Vương có xe sử dụng. Nói về Cục Điện lực thì đây là một đơn vị giàu có điển hình, đãi ngộ trong cục cực cao, mức độ phân phối xe đã đến tình huống mỗi vị phó cục trưởng có một chiếc xe riêng. Cục trưởng Ngụy Sinh Tân biểu hiện tích cực như vậy khi Vương Tử Quân mượn xe, tuy Vương Tử Quân cũng biết được tâm tư của đối phương, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất thoải mái. Hắn gật gật đầu. Khẽ vỗ vai Ngụy Sinh Tân, sau đó dùng giọng thấm thía nói. Cục trưởng Ngụy có ý nghĩ rất rõ ràng, ý thức đại cục rất mạnh, điều này là tổ chức khẳng định với anh. Vương Tử Quân nói ra đến đúng điểm là dừng, vừa là lời khen ngợi, vừa xem như nói gần nói xa, làm cho Ngụy Sinh Tân cảm thấy rất vui sướng, sau đó gật đầu cười tủm tỉm bỏ đi. Chúng ta vào thôi. Vương Tử Quân đứng ngoài cửa một lát, sau đó hắn nhanh chóng đi vào cổng chính nhà máy rượu.
Đỗ Tử Đằng nhìn vị chủ tịch trẻ tuổi đang đi vào trong nhà máy mà trên mặt có chút lo lắng. Hắn do dự một lát, sau đó đuổi theo Vương Tử Quân, lại khẽ nhắc nhở. Chủ tịch Vương, lãnh đạo của nhà máy Hồng La Xuân này cũng không dễ nói chuyện, không bằng như thế này, anh cứ chờ trong xe, trước hết để tôi thông báo một tiếng rồi nói sau. Vương Tử Quân dừng bước nhìn Đỗ Tử Đằng, nhắn nhướng mày, nhưng ngay sau đó lại được thay thế bằng nụ cười. Đỗ Tử Đằng này là người an âm chịu khó nhưng vấn đề tinh thần thật sự chưa đủ, sau này nếu nhà máy in thay đổi chế độ, với bản tính hiền lành của Đỗ Tử Đằng, muốn gánh trách nhiệm lãnh đạo nhà máy, với những ưu điểm sẵn có là chưa đủ. Cổ nhân có câu dùng binh phải chú ý sách lược, cây ớt là cây ớt, cây bí là cây bí, là lãnh đạo phải làm cho ớt chín đỏ, bí kết quả, chỉ như vậy mới có thể coi như tận dụng nhân tài. Kết quả chính là mọi người cùng cố gắng đẩy sự nghiệp của lãnh đạo phát triển lên cao. Đỗ Tử Đằng này chỉ có một điểm đáng được khẳng định chính là an tâm chịu khó, trước mắt là người có thể sử dụng được, nhưng bỏ ngàn vàng mua xương ngựa cũng phải đối xử tốt một chút, phát huy hết tiềm năng của đối phương. Giám đốc Đỗ, tôi hiểu ý tốt của anh, nhưng anh cũng đừng lo lắng, chúng ta cùng nhau đi vào. Vương Tử Quân khoát tay với Đỗ Tử Đằng, sau đó nhanh chóng đi vào nhà máy Hồng La Xuân. Các anh làm gì vậy? Đây là trọng địa của nhà máy, người không phận sự không được vào. Một người đàn ông cao gầy 40 tuổi khoác một chiếc áo bông màu xanh, trên đầu đội mũ cá sấu lớn tiếng hỏi đám người Vương Tử Quân. Đỗ Tử Đằng thấy có người cản đường thì vội vàng tiến lên giải thích. Chúng tôi là cán bộ của khối chính quyền huyện Lô Bắc, chúng tôi đến tìm trưởng phòng Chu phòng tiêu thụ. Người đàn ông đội mũ cá sấu nhìn Đỗ Tử Đằng một lượt từ trên xuống dưới vài lần, sau đó chợt cười xì một tiếng, rút điếu thuốc châm lửa rồi mỉm cười nói với Đỗ Tử Đằng. Anh không phải là anh Đỗ của nhà máy in sao? Thế nào lại biến thành cán bộ khối chính quyền huyện Lô Bắc rồi? Có phải anh sợ tôi không cho vào cửa, thế nên mới ngụy trang mình là cán bộ huyện Lô Bắc? Đỗ Tử Đằng thật sự không ngờ tên bảo vệ kia lại nhận ra mình, hắn bị đối phương nói như vậy thì thật sự có chút xấu hổ. Không phải hắn không muốn dương ra hổ làm cờ, nhưng hắn sợ nhân viên nhà máy rượu thấy mình đến đòi nợ thì không cho vào. Tên đàn ông kia là một bảo vệ giữ cổng của nhà máy rượu Hồng La Xuân, địa vị là thế nào thì tất nhiên không cần nói cũng hiểu, lúc này thấy một viên giám đốc bị mình nói cho nghẹn họng, thế là không khỏi tỏ ra đắc ý, trong miệng càng thêm hăng say. Anh Đỗ, nể tình tất cả là người quen, tôi chỉ cho anh một vấn đề nhỏ, nếu sau này anh đến thì nên nói mình là cán bộ cấp tỉnh, như vậy so ra sẽ mạnh mẽ hơn tình huống anh nói mình là cán bộ huyện Lô Bắc. Vương Tử Quân nhíu mày. Hắn thật sự cảm thấy phản cảm với viên bảo vệ kia. Khi hắn thấy vẻ mặt Đỗ Tử Đằng đỏ tía thì tiến lên một bước nói. Anh nói chuyện với giám đốc Đỗ như vậy sao? Chẳng lẽ anh là giám đốc nhà máy Tần Thọ Sinh? Tôi tất nhiên không phải là giám đốc Tần, tôi là Phạm Thống, là bảo vệ cổng của nhà máy. Phạm Thống cũng không dám lên tiếng bừa bãi khi Vương Tử Quân lên tiếng hỏi như vậy, nếu không sự việc rơi vào tai của giám đốc, mình không bị khai trừ mới là lạ. À! Thì ra là thế, giám đốc Đỗ, chúng ta đi thôi. Vương Tử Quân nói rồi vung tay lên với Đỗ Tử Đằng, hắn căn bản không quan tâm đến Phạm Thống, nhấc chân đi thẳng vào bên trong. Này, này này, tôi nói này, anh làm gì vậy? Đây là trọng địa của nhà máy, không phận sự miễn vào. Phạm Thống thấy Vương Tử Quân đưa Đỗ Tử Đằng vào bên trong, thế là lập tức có phản ứng, nhanh chóng tiến lên cản lại. Chúng tôi không phải người không có phận sự. Chúng tôi là chủ nợ, anh có thể thông báo cho lãnh đạo nhà máy, nhưng nếu anh làm trễ nải công tác của tôi có thể yêu cầu giám đốc khai trừ anh. Vương Tử Quân nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó tiếp tục. Hôm nay chúng tôi đến đòi nợ có lẽ hy vọng cũng không quá lớn, nhưng nếu chúng tôi yêu cầu lãnh đạo nhà máy khai trừ một bảo vệ cổng, có lẽ không là vấn đề. Phạm Thống nghe được lời Vương Tử Quân thì gương mặt liên tục biến đổi, tuy hắn biết rõ đối phương đang mở miệng hù dọa mình. Tuy không cho là thật nhưng trong lòng vẫn sợ hãi. Hắn là một bảo vệ trông cửa, hắn cũng không phải là công nhân viên chính thức của nhà máy. Nếu nói muốn khai trừ thì việc nhỏ này căn bản không cần đến giám đốc Tần. Chỉ cần bất kỳ vị trưởng khoa nào trong xưởng nhìn hắn không thuận mắt cũng có thể ra tay, hắn sẽ phải cuốn gói rời đi. Tuy nhà máy rượu không trả tiền cho nhà máy in, nhưng nếu nhà máy in yêu cầu khai trừ Phạm Thống, chỉ sợ đám lãnh đạo nhà máy Hồng La Xuân sẽ vì an ủi người bị quỵt nợ mà ra tay thật. Phạm Thống nhớ đến tình huống trước kia mình phải chạy vạy khắp nơi mới có được chức vụ bảo vệ cổng như thế này, bây giờ nghe lời Vương Tử Quân thì hai chân chợt mềm nhũn ra. Vị này là... Phạm Thống trở nên lắp bắp,
khoảnh khắc này không tìm được lời nào để xưng hô với Vương Tử Quân. Đây là chủ tịch Vương của huyện Lô Bắc chúng tôi. Tôn Hạ Châu thấy bộ dạng ỉu xìu của Phạm Thống, hắn vội vàng giới thiệu Vương Tử Quân. Hai chữ chủ tịch có lực uy hiếp khá lớn với Phạm Thống, hắn thấy Vương Tử Quân còn trẻ mà đã là chủ tịch huyện, lại có 10 phần khí phách, thế nên lòng hiếu thắng của hắn cũng giảm đi khá nhiều. Chủ tịch Vương, làm phiền anh ký vào đây. Phạm Thống nhanh chóng nở nụ cười sáng lạn, hắn lấy ra một danh sách đăng ký rồi đưa đến trước mặt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không nói gì, Tôn Hạ Châu tiến lên, hắn cầm bút ký vào bên trong. Sau khi Tôn Hạ Châu ký xong, Phạm Thống thu quyển sổ lại, sau đó dùng giọng nịnh nọt nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, các anh đi vào trong, phòng làm việc của trưởng phòng Chu là phòng số 6 ở lầu 2 phía đông khu văn phòng, anh lên đó cũng từng nói tôi chỉ địa điểm nhé. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn đi vào bên trong, Tôn Hạ Châu vội vàng chạy theo sau. Đỗ Tử Đằng thấy Vương Tử Quân cất bước, trong lòng thầm sinh ra cảm kích với vị phó chủ tịch trẻ tuổi. Con bà nó, thiếu chút nữa thì mình bị một tên bảo vệ cổng kéo xuống không ngẩng đầu lên được, nếu hôm nay không có chủ tịch Vương, sợ rằng mình khó được vào trong cổng của nhà máy rượu. Một tên bảo vệ giữ cổng mà kiêu ngạo như vậy, xem ra lần này đến nhà máy Hồng La Xuân muốn lấy tiền quay về cũng không dễ dàng gì. Vương Tử Quân chợt quay đầu sang cười nói với Đỗ Tử Đằng. Đỗ Tử Đằng đang buồn bực đi theo, nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì cũng chỉ ngẩng đầu cười cười, không nói thêm điều gì. Cửa phòng làm việc của trưởng phòng Chu ở lầu 2, đây là nơi mà Đỗ Tử Đằng đã đến vài chục lần, tất nhiên hắn biết rõ địa điểm. Hắn tiến lên gõ cửa, bên trong vang lên âm thanh cực kỳ uy nghiêm. Vào đi! Đỗ Tử Đằng dùng sức đẩy cửa, Vương Tử Quân thấy rõ bộ dạng của trưởng phòng Chu. Đó là một người đàn ông hơn 40 tuổi, mặc tây phục và đeo cà vạt cực kỳ hợp quy tắc. Lúc này trưởng phòng Chu đang múa bút, khi Vương Tử Quân tiến vào thì nhanh chóng giả vờ xem văn kiện. Nhưng khi hắn thấy Đỗ Tử Đằng đi theo Vương Tử Quân tiến vào trong phòng thì vẻ mặt có chút khinh thường. Hắn đã nhiều lần có liên hệ với Đỗ Tử Đằng, lúc này đối diện với một vị giám đốc của nhà máy in sắp phá sản thì sao có hứng thú khách khí cho được. À, anh Đỗ, sao anh lại đến đây? Mời anh ngồi. Trưởng phòng Chu cũng không thèm nhấc mắt, hắn tiện tay chỉ vào ghế salon rồi thản nhiên nói. Còn Vương Tử Quân và Tôn Hạ Châu, tất nhiên hắn chẳng muốn nhìn làm gì cho mệt. Đỗ Tử Đằng tuy tính tình chất phác nhưng cũng có một nửa người trong quan trường, hơn nữa sau này nhà máy in của hắn có thể cải tử hồi sinh hay không, còn không biết phải gây ra bao nhiêu phiền toái cho chủ tịch Vương. Hắn thấy trưởng phòng Chu lạnh mặt như vậy thì nhanh chóng giới thiệu. Trưởng phòng Chu, đây là chủ tịch Vương của huyện Lô Bắc chúng tôi. Trưởng phòng Chu nghe Đỗ Tử Đằng giới thiệu thì bàn tay đang nhàn nhã múa bút cũng dừng lại, cũng không phải vì hắn sợ với thân phận phó chủ tịch của Vương Tử Quân. Thử nghĩ mà xem, với địa vị cực kỳ quan trọng trong thành phố của nhà máy Hồng La Xuân, có bao nhiêu quan viên mà hắn chưa từng được gặp. Chu giật quần hắn giật mình chính là vì phó chủ tịch kia quá trẻ tuổi, còn trẻ mà tiến lên vị trí như vậy, chẳng lẽ sau lưng có cây đại thụ nào đó che chở? Ha ha, thì ra là chủ tịch Vương đến đây, lần đầu gặp mặt. Thất kính, mời chủ tịch Vương ngồi. Trưởng phòng Chu lại tỏ ra đầy đủ tôn trọng với một vị phó chủ tịch huyện như Vương Tử Quân, hắn tranh thủ đứng lên, sau đó mời hai người Vương Tử Quân ngồi xuống. Một tên trưởng phòng của nhà máy rượu đã vênh váo như vậy, điều này làm cho vẻ mặt Tôn Hạ Châu có chút khó coi, nhưng vẻ mặt Vương Tử Quân thì vẫn chỉ là nhàn nhạt. Hắn thấy Chu giật quần tỏ ra khách khí thì cũng ngồi xuống ghế và đi thẳng vào vấn đề. Trưởng phòng Chu, ba người chúng tôi đến nhà máy Hồng La Xuân có ý gì thì không nói anh cũng hiểu. Đắc nhiều năm qua nhà máy in của chúng tôi và nhà máy rượu của các vị thường xuyên hợp tác với nhau, bây giờ nhà máy in của chúng tôi đang gặp khó khăn, kính xin quý nhà máy giúp đỡ, trả khoản tiền còn thiếu cho chúng tôi. Trưởng phòng Chu thấy Vương Tử Quân vừa ngồi xuống đã mở miệng đòi tiền, nói đúng trọng điểm, thế là không khỏi có chút xem thường. Thử nghĩ xem, nếu như người ta có cây lớn dễ sâu, cần gì phải làm những việc thấp kém thế này, cần gì phải đến đây đòi nợ. Hừ, có lẽ tên cán bộ trẻ tuổi này là mèo mù gặp cá rán, thi tuyển vào làm nhân viên nhà nước, cũng không có tài nguyên gì lớn, chỉ giỏi nịnh bợ, mình cần gì phải lao lực với loại người này. Chu giật quần nghĩ đến đây thì nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, hai tay nắm lấy nhau, lại dùng giọng bất đắc dĩ nói. Chủ tịch Vương, thiếu nợ thì trả tiền, đây là điều rõ ràng, nhưng... Chủ tịch Vương... Trước mắt nhà máy chúng tôi cũng đang rất khó khăn, anh đừng nhìn vào vẻ bề ngoài mà nghĩ lầm, thực tế chúng tôi cũng đang kinh doanh lỗ vốn,
nói không dễ nghe thì chỉ là bề ngoài như vậy mà thôi. Đừng nói KDSC anh đã tìm đến cửa, dù các anh không đến, tôi nằm mơ cũng muốn trả hết tiền nợ cho các anh. Nhưng không bột khó gột nên hồ, trong xưởng không có tiền, các anh nói xem tôi lấy gì trả nợ bây giờ. Chương 167, rút củi đáy nồi. Quý nhà máy thật sự không có tiền sao? Vương Tử Quân thản nhiên nói. Chu Giật Quần là một trưởng phòng tiêu thụ, những năm qua đã gặp mặt không biết bao nhiêu hạng người, nhưng lúc này đối mặt với một cán bộ trẻ tuổi với gương mặt không chút biểu cảm như Vương Tử Quân cũng sinh ra cảm giác áp lực. Loại cảm giác này thật sự làm cho trưởng phòng Chu có sinh ra chút sợ hãi. Tất nhiên là không có tiền, chẳng lẽ còn tiền mà phải đi xin cơm sao? Giọng điệu của trưởng phòng Chu vô tình giảm xuống vài phần. Trưởng phòng Chu, trong tay tôi có cầm bản ghi chép tiêu thụ sản phẩm 2 tháng qua của nhà máy Hồng La Xuân, chính là báo cáo của các anh cho khối chính quyền thành phố. Nếu nhìn vào những số liệu này, nếu nhà máy không có tiền thì chỉ có hai khả năng, một là trưởng phòng đang lừa gạt tôi, hai là số tiền này đã bị người nào đó bỏ vào túi riêng. Vương Tử Quân nói những lời này làm cho Chu Giật Quần chợt phát run, hắn là trưởng phòng tiêu thụ, tay chân tất nhiên có chút không sạch sẽ, nhưng hắn không ngờ lại có người không nể mặt mình như vậy. Chủ tịch Vương, anh phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói, không có bằng chứng mà anh nói vụ oan như vậy, mong anh chú ý cho, nếu không đừng trách tôi không khách khí đuổi các anh ra ngoài. Đuổi chúng tôi đi sao? Trưởng phòng Chu, anh thật sự rất uy phong đấy. Vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn không biến đổi, hắn vẫn dùng giọng nhẹ nhàng nói. Vẻ mặt Chu Giật Quần chợt đỏ bừng, hắn hận không thể đứng lên đẩy nhóm Vương Tử Quân ra khỏi phòng, nhưng người này không phải hạng người không chức không quyền. Nếu chọc vào, tuy sự việc sẽ không có chuyện gì lớn phát sinh, nhưng vẫn rất phiền lòng. Chủ tịch Vương, chuyện trả tiền cũng không phải do một trưởng phòng tiêu thụ nho nhỏ có thể tùy tiện quyết định. Thế này đi, tôi đến báo cáo với giám đốc, các anh cứ chờ ở chỗ này. Trưởng phòng Chu nói rồi đứng lên ngay. Đỗ Tử Đằng cũng không phải đến nhà máy Hồng La Xuân một lần hai lần, kinh nghiệm của hắn rất phong phú. Hắn thấy Chu Giật Quần đứng lên thì cũng nhanh chóng đứng lên. Hắn sợ trưởng phòng Chu đi thì sẽ chẳng biết trốn đến nơi nào, bây giờ vấn đề chủ yếu là giữ lấy đối phương, không cho đối phương tìm cơ hội bỏ trốn. Ngồi xuống, Vương Tử Quân biết rõ Đỗ Tử Đằng đang nghĩ gì, hắn móc thuốc ra châm lửa, sau đó nói với trưởng phòng Chu. Anh nói cho giám đốc một tiếng, tôi chờ ở chỗ này. Anh chờ ở đây, hi hi, đừng nói là một phó chủ tịch ngồi chờ, dù là bí thư huyện ủy trước kia thì giám đốc chúng tôi cũng không thèm gặp, làm gì được nhau. Trưởng phòng Chu cười thầm một tiếng nhưng ngoài miệng lại liên tục gật đầu xưng vâng. Sự việc thật sự giống như những gì Đỗ Tử Đằng suy nghĩ, trưởng phòng Chu một đi không trở lại. 2 giờ trôi qua, trong phòng làm việc của trưởng phòng Chu cũng chỉ có nhóm người Vương Tử Quân, mà vị trưởng phòng kia không biết đã đi nơi nào rồi. Đỗ Tử Đằng và Tôn Hạ Châu cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, vẻ mặt đã thật sự không nhịn được, nhưng thấy Vương Tử Quân ngồi đó điềm nhiên như không, hai mắt khẽ nhắm lại, không biết đang nghĩ gì. Chủ tịch Vương, lúc này đã đến giờ cơm, chúng ta có tiếp tục chờ không? Đỗ Tử Đằng do dự một chút rồi hỏi Vương Tử Quân. Không, chúng ta đi. Vương Tử Quân mở mắt đứng lên ghế salon, sau đó đi ra bên ngoài. 3 người Vương Tử Quân bỏ đi, lúc này trên một gian phòng ở lầu 3, trưởng phòng Chu đang nheo mắt nhìn 3 người Vương Tử Quân đi ra phía cổng mà mở miệng cười hì hì. Còn tưởng rằng nhân vật nào lớn đến đây, thì ra chỉ là loại đầu voi đuôi chuột. Anh Chu, anh không yên lòng vì một tên phó chủ tịch huyện sao? Giám đốc chúng ta căn bản không sợ bí thư huyện ủy của bọn họ, anh cần gì phải sợ một tên phó chủ tịch nhỏ nhoi? Hắn đến vì trách nhiệm và nghĩa vụ của hắn đến thì cứ đến, ta cứ làm việc của ta, không cần quan tâm, cứ để hắn tự làm khổ mình. Trên một chiếc ghế trong phòng, một người đàn ông trung niên hơn 40 mặc một bộ quần áo màu xanh dùng giọng không cho là đúng nói. Anh nói cũng đúng. Một tên phó chủ tịch huyện mà muốn gặp mặt giám đốc của chúng ta, như vậy có thể được sao? Đúng là không biết nặng nhẹ. Chu Giật Quần nhấp một ngụm trà, sau đó dùng giọng đầy mỉa mai nói. Hi hi, chỉ là một tên thanh niên vừa nhận chức, tâm tình muốn tìm danh tiếng cũng có thể hiểu được, nhưng anh cũng phải mở to mắt, cần xem xét đối tượng phù hợp mới được. Nhà máy Hồng La Xuân của chúng ta há có thể là nơi cho bọn họ thích làm gì thì làm. Anh Trịnh nhấc ấm rót nước cho Chu Giật Quần rồi dùng giọng trêu tức nói. Này, Chủ tịch Vương, anh đã được gặp giám đốc Tần, anh cứ đi, tôi không tiễn. Phạm Thống thấy nhóm Vương Tử Quân rời đi thì giả vờ tỏ ra nhiệt tình,
hắn lớn tiếng hô lên với Vương Tử Quân. Tôn Hạ Châu trừng mắt nhìn, Vương Tử Quân lại không thèm so đo với hạng người thế này, hắn leo lên chiếc Santana, sau đó cười nhạt một tiếng. Giám đốc Đỗ, nhà máy Hồng La Xuân này xem ra cũng không dễ chọc vào. Đỗ Tử Đằng và Tôn Hạ Châu cũng tỏ ra tràn đầy đồng cảm, nhưng hai người bọn họ thật sự không biết nói gì hơn. Tôn Hạ Châu trước nay nói ít làm nhiều, hắn trầm mặc không nói lời nào, còn Đỗ Tử Đằng thì chợt mở miệng. Chủ tịch Vương, chiều này chúng ta lại đến chứ? Đến, sao lại không? Chúng ta dù sao cũng phải cho người ta chút thời gian suy xét chứ. Vương Tử Quân dựa lưng lên ghế rồi thản nhiên nói. Cho người ta chút thời gian suy xét. Những lời này làm cho Đỗ Tử Đằng cảm thấy muốn khóc. Chủ tịch Vương của tôi ơi, ngài nói quá ẩn giấu, nhưng tình huống bây giờ lại quá lạnh nhạt. Sau khi dùng cơm xong, Vương Tử Quân lại đưa hai người Đỗ Tử Đằng đến nhà máy Hồng La Xuân, nhưng khi bọn họ chạy xe vào thì Phạm Thống đã nhảy ra ngăn cản. Không cho phép tiến vào. Phạm Thống giống như đã biến đổi rõ rệt, bộ dạng mạnh mẽ hơn buổi sáng chục lần, hắn khoát tay dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Đi ra ngoài, người không phận sự cấm vào. Chúng tôi đến tìm lãnh đạo của anh, buổi sáng không phải đã nói rồi sao? Tôn Hạ Châu dùng giọng căm tức nói với ra bên ngoài. Không cho phép là không cho phép, đây là lãnh đạo phân phó xuống cho chúng tôi. Phạm Thống nói đến đây rồi chỉ về phía cổng lớn nói. Thấy không, cổng nhà máy của chúng tôi rất lớn nhưng không cho phép người của huyện Lô Bắc các anh đi vào. À, có câu nói chó không được vào cổng, hì hì, chỗ này không chào đón, các vị xin tuân thủ cho. Một khi đã có quyền thì tất nhiên sẽ có thể lên tiếng. Buổi sáng Phạm Thống bị Vương Tử Quân chế nhạo, trong lòng rất ngột ngạt, vừa rồi tiếp xúc với lãnh đạo thì cảm thấy rất vui sướng. Cái quái gì là chủ tịch huyện, chỉ cần lãnh đạo nói một câu thì xong, đừng hòng đứng đó hù dọa. Tôn Hạ Châu và Đỗ Tử Đằng nghe được lời nói của Phạm Thống thì trong lòng có chút căm tức, trong mắt hầu như bùng lửa. Vương Tử Quân thấy trận thế như vậy thì lập tức trầm giọng nói. Thôi được, chúng ta đi. Tôn Hạ Châu và Đỗ Tử Đằng nhìn vẻ mặt âm trầm của Vương Tử Quân. Bọn họ cũng không dám nói gì, xe nhanh chóng chạy ra ngoài đường. Tưởng mình là vua sao? Đến đây làm loạn à? Phạm Thống nhổ một bãi nước miếng về phía chiếc xe Vương Tử Quân, lại dùng giọng khinh thường mắng một câu. Nhưng câu nói cho không được vào của hắn đã làm cho Vương Tử Quân gần đây lòng dạ sâu đậm đã hoàn toàn nổi giận. Vương Tử Quân quay về huyện Lô Bắc mà giống như chưa từng có gì phát sinh, hắn vẫn tiếp tục công tác như ngày thường. Sự kiện đòi nợ nhà máy Hồng La Xuân không có kết quả, giống như đã được hắn ném vào quên lãng. Nhưng trên đời này không có chuyện gì che giấu được lâu, ngay sau đó tin tức Vương Tử Quân đến nhà máy Hồng La Xuân đòi nợ đã truyền đi xôn xao. Thậm chí có người vỗ tay khen hay, đặc biệt là Phó Chủ tịch Tôn Hạo càng khinh thường nói một tiếng. Ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức, cũng không nhìn xem thân phận của mình là gì, chồn mà có thể cầm càng kéo xe sao. Khi trong huyện Lô Bắc đang ồn vào thì ở thành phố Hồng Ngọc, trong phòng làm việc xa hoa của giám đốc Tần Thọ Sinh, những lời giống như vậy cũng được thoát ra từ miệng giám đốc Tần. Hắn là giám đốc nhà máy rượu Hồng La Xuân, phòng làm việc của hắn rộng cả 100 mét vuông, bàn làm việc rất lớn, rất cao quý và đầy khí phách. Tần Thọ Sinh ngồi trên ghế lãnh đạo, vừa loay hoay với trò chơi trên máy tính ở trước mặt vừa nói ra vài lời bình về Vương Tử Quân. Lúc này Chu Giật Quần đang đứng rất quy củ cách Tần Thọ Sinh không xa. Giám đốc Tần, sau khi tiểu tử kia bị Phạm Thống ngăn cản thì cũng không đến đây nữa. Tôi thấy tên kia xem ra tâm huyết dâng trào muốn đi đòi nợ, bây giờ thấy sự việc không đơn giản, đành phải bỏ qua. Chu Giật Quần không phải báo cáo mà giống như đang nịnh bợ Tần Thọ Sinh. Hừ, muốn có được chiến tích thì cứ tự nhiên, nhưng nhà máy Hồng La Xuân chúng tôi không nghênh đón, nhưng nếu anh muốn khai đao với nhà máy chúng tôi, như vậy là anh sai 10 phần vẹn 10. À, tốt, trưởng phòng Chu. Chuyện này anh làm rất tốt. Tần Thọ Sinh cũng không ngẩng đầu lên mà dùng giọng nhàn nhạt khích lệ trưởng phòng Chu. Chu Giật Quần có thể trở thành trưởng phòng tiêu thụ, tất nhiên hắn sẽ là tâm phúc của Tần Thọ Sinh, thế cho nên hắn cũng rất thích những lời khẳng định của lãnh đạo với mình. Điều này nói lên điều gì, nói rằng lãnh đạo không xem mình như người ngoài, nếu như Tần Thọ Sinh nói lời khách sáo thì hắn mới thật sự sợ hãi. Giám đốc Tần, anh xem, có phải nên dạy bảo cho tên kia một bài học không? Để cho hắn biết uy phong của anh là thứ không thể mạo phạm. Chu Giật Quần thấy lãnh đạo của mình có hứng thú thì nhanh chóng tiếp lời. Tần Thọ Sinh khẽ ngẩng đầu đưa mắt nhìn Chu Giật Quần, hắn lên tiếng. Còn trẻ mà gặp phải vật cản mới tốt,
như vậy mới có bài học kinh nghiệm, nếu như hắn ta đã đi, như vậy thì xem như bỏ qua, chúng ta là cán bộ lão thành, cần phải bảo vệ cán bộ trẻ tuổi. Vẫn là giám đốc lòng dạ bao la, nhà máy của chúng ta có một vị lãnh đạo tốt như ngài, thật sự là phúc phận của tất cả công nhân viên nhà máy. Tôi đi theo anh nhiều năm nhưng cách đối nhân xử thế lại kém rất xa, sau này mong anh chỉ điểm nhiều hơn, đến khi về hưu có được một nửa phẩm chất như anh thì thật sự là quá đủ rồi. Chu Giật Quần nói lời nịnh hót có vẻ rất đúng chỗ, bộ dạng nghiêm trang của hắn càng làm cho người nghe cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ôi, Tiểu Chu ơi là Tiểu Chu, anh cũng khá mồm mép đấy, xem như tôi cho anh làm trưởng phòng tiêu thụ cũng là tuyển đúng người. Tần Thọ Sinh dù biết trưởng phòng Chu đang vuốt mông ngựa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất thoải mái. Hắn là người chèo chống một nhà máy quốc doanh, trong tay có quyền có tiền, Xuân Phong đắc ý thì phải có kẻ vuốt mông nhựa. Tuy những năm qua đủ mọi lời nói nịnh bợ đã làm hai tai hắn mọc kén, nhưng nghe vào tai những lời như vậy vẫn đủ đắc ý vui mừng. Trưởng phòng Chu cười hì hì nói. Đúng vậy, giám đốc Tần, ngài chính là bá nhạc của tôi, nếu không có công anh phát hiện, tôi lúc này còn đang cắm đầu làm việc dưới xưởng, ơn chi ngộ của anh thật sự đánh chết tôi cũng không dám quên. Cốc, cốc, cốc. Những tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, Chu Giật Quần nghe thấy tiếng gõ cửa như vậy thì có hơi bực bội. Chính mình đang nịnh bợ làm cho giám đốc Tần sảng khoái vui vẻ, ai lại xuất hiện cắt ngang. Đúng là mất hứng. Vào đi. Tần Thọ Sinh thu lại nụ cười trên mặt, hắn trầm giọng phân phó ra ngoài cửa. Giám đốc Tần, không hay rồi. Một tên thanh niên nhanh chóng chạy vào rồi lớn tiếng nói với Tần Thọ Sinh. Tần Thọ Sinh nhìn tên thanh niên hấp tấp vội vàng mà không khỏi nhíu mày, nhưng hắn không nói gì, vẻ mặt lại càng thêm âm trầm. Người biết tính của hắn thì hiểu ngay. Rõ ràng là hắn đang rất bất mãn với hành vi như vậy của cấp dưới. Tần Thọ Sinh rất bực mình nhưng Chu Giật Quần lại rất vui vẻ, hắn biết tên thanh niên chạy vào là ai, chính là thư ký Tiểu Cao, tiểu tử này quá khôn khéo, không biết dùng chiêu gì mà giám đốc rất tán thưởng, khen ngợi suốt ngày, trở thành đối tượng cạnh tranh của hắn. Tất nhiên điều này sẽ làm cho Chu Giật Quần không vui, bây giờ thấy đối phương làm cho Tần Thọ Sinh khó chịu, tất nhiên hắn sẽ rất vui sướng. Chuyện gì xảy ra? Tần Thọ Sinh cuối cùng cũng mở miệng. Giám đốc Tần, siêu thị Quân Thành nói cho chúng ta biết, nói rằng từ ngày hôm nay sản phẩm của chúng ta sẽ bắt đầu hạ giá bán. Tiểu Cao cũng có phản ứng, hắn dừng lại, áp chế tâm tình của mình rồi dùng giọng chăm chú báo cáo. Tần Thọ Sinh đang chuẩn bị mở miệng la mắng nhưng chợt nghẹn lời, hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Cao, giọng điệu trở nên cực kỳ lo lắng. Cậu nói gì, nói lại một lần nữa tôi xem. Siêu thị Quân Thành hạ giá sản phẩm của chúng ta, đây là bản fax của bọn họ. Tiểu Cao nói, sau đó đưa văn bản đến trước mặt Tần Thọ Sinh. Lúc này Chu Giật Quần cũng bất chấp lễ tiết, hắn tiến đến trước mặt Tần Thọ Sinh nhìn vào tờ văn bản kia. Hắn là trưởng phòng tiêu thụ của nhà máy, hắn biết tầm quan trọng của siêu thị Quân Thành với công tác phân phối sản phẩm. Tuy siêu thị này quật khởi chưa được nửa năm nhưng tài chính hùng hậu và trình độ phục vụ hạng nhất đã hoàn toàn phát triển thành một tập đoàn bán lẻ hùng hậu. Cũng là nhãn hiệu uy tín của nhân dân Chiết Giang. Nhà máy Hồng La Xuân có 20% lượng tiêu thụ đến từ siêu thị Quân Thành, dù lần này rượu Hồng La Xuân bị giảm giá không tạo nên một đòn chí mạng, nhưng sẽ mang đến ảnh hưởng mặt trái ở vấn đề danh dự. Siêu thị Quân Thành quảng cáo rất rầm rộ, hiệu quả cũng cực kỳ thần kỳ, mỗi một thành phố đều có một đội ngũ xe tiếp thị, có thể hỗ trợ cho người dân thành phố một cách miễn phí. Câu quảng cáo của siêu thị là, siêu thị Quân Thành đồng hành với mọi người. Nó dần xâm nhập vào nhân tâm của dân tỉnh Chiết Giang. Thậm chí khi đi mua sắm sản phẩm ở siêu thị Quân Thành, Quầy Thu Ngân sẽ tặng một chiếc túi miễn phí với hàng chữ, chú trọng chất lượng phục vụ nhân dân. Bây giờ sản phẩm của nhà máy rượu bị hạ giá một cách khó giải thích, đây không phải nói siêu thị Quân Thành đang lo lắng về sản phẩm của mình sao? Chu Giật Quần nghĩ đến tình huống như vậy mà thầm đổ mồ hôi lạnh. Chương 168, chuyện có hồi âm, sự việc ắt có manh mối. Văn bản của siêu thị Quân Thành chỉ có vài trăm chữ nhưng Chu Giật Quần xem xét lại mất cả 5-6 phút. Trưởng phòng Chu, đây là có chuyện gì? Tần Thọ Sinh ngẩng đầu dùng giọng nghiêm khắc hỏi Chu Giật Quần, lúc này hắn cũng không có tâm tình tha thứ cho ái tướng. Xảy ra nhiễu loạn quá lớn, hắn không còn bộ dạng thanh thản nghe chó sủa bên tai nữa. Cách xưng hô của Tần Thọ Sinh làm cho Chu Giật Quần ớn lạnh, giám đốc Tần này bình thường đối với mình rất tốt, trước nay mình dãi nắng dầm mưa. Đẩy mạnh tiêu thụ với thành tích tốt làm cho khắp nơi đỏ mắt, bây giờ xảy ra chuyện lớn, không phải muốn mạng mình sao?
hắn cũng không biết nếu Tần Thọ Sinh nổi giận sẽ phát sinh hậu quả nghiêm trọng gì. Giám đốc Tần, trước nay tôi luôn chú ý đến mối quan hệ giữa nhà máy và siêu thị Quân Thành, cũng không có bất kỳ vấn đề gì, bây giờ tôi muốn xem bọn họ có ý gì. Trưởng phòng Chu rất nhanh trí, hắn liên tục giải thích cho Tần Thọ Sinh. Tốt, anh phải lập tức đi làm chuyện này, nếu như có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, nếu siêu thị Quân Thành có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần bọn họ không đòi hỏi thái quá, anh cứ làm chủ và đồng ý cho tôi. Tần Thọ Sinh trầm ngâm một lát rồi dùng giọng kiên định nói. Giám đốc Tần, anh cứ yên tâm, tôi sẽ nhất định giải quyết thỏa đáng chuyện này, sẽ kịp thời cho anh câu trả lời. Trưởng phòng Chu thấy vẻ mặt giám đốc Tần trở nên xanh xám nhưng khi mình tỏ thái độ rõ ràng thì cũng không nổi giận, hắn thầm bình tĩnh trở lại, nhìn từ phương diện này thì có thể thấy giám đốc Tần vẫn còn tin tưởng mình. Anh đi đi, tôi cho anh 3 ngày, trong thời gian 3 ngày nếu anh không hoàn thành chuyện này, anh trực tiếp xuống xưởng công tác cho tôi. Tần Thọ Sinh phất phất tay, tỏ ý Chu giật quần có thể lui ra. Trưởng phòng Chu khẽ đóng cửa phòng làm việc của giám đốc Tần, trong lòng giống như có ngàn cân đang đè lên. Hắn đã cùng cộng tác với Tần Thọ Sinh nhiều năm, hắn biết người này có tính cách nói 102, đối phương đã nói như vậy thì tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Chính mình dù là trưởng phòng tiêu thụ, phía dưới còn có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhưng nếu Tần Thọ Sinh nói mình xuống ngựa, tuyệt đối là sự thật không bao giờ thay đổi. Đi, đi theo tôi đến siêu thị Quân Thành. Chu giật quần chạy về phòng làm việc của mình, sau đó lớn tiếng quát tháo với vài tên viên chức trong phòng. Đám nhân viên đang ồn ào chuyện trò, thấy vẻ mặt trưởng phòng không tốt thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dựa theo cấp bậc của trưởng phòng Chu ở nhà máy thì sẽ không có xe riêng, nhưng Tần Thọ Sinh lấy lý do cần công tác, đơn giản sắp xếp cho phòng tiêu thụ một chiếc Santana. Vào thời đại này Santana giống như làm chủ thiên hạ, một chiếc Santana cũng đủ làm cho cả thiên hạ đỏ mắt, sau khi được giám đốc phê chuẩn thì trở thành xe riêng của Chu Giật Quân. Chiếc Santana màu đỏ phóng đi như tên bắn, chạy với tốc độ rất nhanh, chỉ sau vài phút đã ra đến ngoài cổng. Phạm Thống đang ở ngoài cổng, hắn thấy biển số xe thì cười tươi như hoa. Hắn nghĩ đến tình huống trưởng phòng Chu cho mình lấy lại thể diện vào những ngày trước, thế là thầm nghĩ nên mở miệng chào hỏi trưởng phòng Chu. Chào trưởng phòng Chu, anh ra ngoài có việc sao? Phạm Thống vừa khẽ mở cửa vừa lên tiếng chào hỏi, hắn mở cửa khá chậm vì muốn trưởng phòng nói lại vài lời, như vậy cũng tốt cho mình. Nhưng hôm nay xem như Phạm Thống không may, trưởng phòng Chu vì muốn giữ lấy chức vụ của mình nên không có tâm tư quan tâm đến một viên bảo vệ giữ cổng. Phạm Thống, tiểu tử anh làm việc chậm chạp như vậy sao? Ông đuổi cổ bây giờ, còn không mau nhanh tay lên. Trưởng phòng Chu bây giờ hận không thể bay đến thành phố Giang Thị, thấy Phạm Thống lề mề chậm chạp thì chửi ầm lên. Chu giật quần lên tiếng chửi bới làm cho Phạm Thống tỉnh mộng, hắn tranh thủ đẩy cửa ra để cho chiếc Santana của trưởng phòng Chu chạy qua. Hắn nhìn chiếc xe chạy đi như gió cuốn mà lẩm bẩm. Con bà nó, có cái quái gì mà lớn lối như vậy? Cũng không phải chạy về đưa tang, coi chừng chạy ra khỏi cổng thì có đứa đâm chết bây giờ. Phạm Thống mở miệng mắng một trận, sau đó tâm tình dần bình tĩnh trở lại, chính hắn lại thầm nở nụ cười, lại đi về phía văn phòng của mình. Từ thành phố Hồng Ngọc đến thành phố Giang Thị khoảng 200 km, Chu giật quần chạy đến nơi thì mất hơn 4 giờ, lúc này Giang Thị đã lên đèn. Sau khi ăn tối qua loa, hắn cầm điện thoại gọi cho quản lý Triệu, người mà hắn từng liên hệ biết bao lần trước đó. Alo, chào quản lý Triệu, tôi là Tiểu Chu của nhà máy rượu Hồng La Xuân, anh có ở nhà không? Tôi muốn đến gặp mặt anh có thể bớt chút thời gian được không? Trưởng phòng Chu cầm lấy điện thoại dùng giọng khách khí nói, nhưng đối phương trả lời lại làm hắn cảm thấy rất bức bối. Anh đang gặp mặt khách hàng sao? Vậy thì được, không quấy rầy anh, ngày mai tôi sẽ đến phòng làm việc tìm anh. Chu giật quần đặt điện thoại xuống mà thầm mắng một câu, hắn lại mở sổ điện thoại của mình ra, sau đó gọi cho một số khác. Chào quản lý Ngụy, đã lâu không liên hệ với anh. Tôi là Tiểu Chu của nhà máy rượu Hồng La Xuân. Ha ha, chúng ta từng uống rượu ở nhà hàng Bích Lãng đấy. Quản lý Ngụy, tôi muốn mời anh đến nhà tắm hơi thả lỏng một chút, không biết anh có thời gian không? Cái gì, anh đi ngủ rồi à? Vậy thì xin lỗi vì đã làm phiền anh. Chu giật quần cúp điện thoại, sau đó hắn đập tay lên điện thoại rồi hùng hổ nói. Đúng là loại không ra gì, mới 8 giờ mà coi đó là nửa đêm rồi sao? Bây giờ mà đã đi ngủ. Đi ngủ mà có tiếng xe hơi, đúng là loại giả dối. Này này, đồng chí, xin anh hãy quý trọng điện thoại, anh không thể làm vậy, nếu không điện thoại bị hư, khách sạn sẽ bắt đền.
Khi Chu Giật Quần nổi giận đùng đùng đang định đập bể điện thoại thì nhân viên phục vụ trong phòng lên tiếng phê bình. Chu Giật Quần nghe được lời nói của tên nhân viên mà càng tỏ ra khó chịu, làm sao vậy? Ông hôm nay động đến ai cũng không thuận, thậm chí một tên nhân viên bưng trà rót nước cũng dám nói như thế sao? Chu Giật Quần gọi cho từng người nhưng không có kết quả, đúng lúc hắn đang than thở thì Tần Thọ Sinh gọi điện thoại đến, yêu cầu hắn xử lý tốt sự việc lần này. Dù hắn cảm thấy rất bức bối nhưng đôi mặt với lời căn dặn của Tần Thọ Sinh thì vẫn vỗ ngực nói lời thề sắt son, yêu cầu lãnh đạo yên tâm, Tiểu Chu sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nói thật, Chu Giật Quần cũng không hiểu vì sao sản phẩm của mình lại bị siêu thị Quân Thành hạ giá bán. Những năm nay khắp nơi tiến vào kinh tế thị trường, bất cứ thứ gì cũng cần quảng cáo, như vậy mới có thể thuận lợi, đồng thời có bất kỳ vấn đề gì xảy ra cũng phát sinh lực ảnh hưởng rất lớn. Hắn không dám nói rõ với Tần Thọ Sinh. Vì hắn là một cấp dưới, hắn luôn nắm chắc một nguyên tắc, đó là những gì lãnh đạo đã giao phó cần phải cố gắng làm cho xong, chuyện gì cũng phải có hồi âm, sự việc gì cũng phải tìm ra manh mối. Nếu như anh không thể giải quyết ưu phiền cho lãnh đạo, như vậy cấp dưới như anh còn thích sự gì? Khốn nổi Chu Giật Quần muốn giải quyết vấn đề khó khăn nhưng lại không có cách nào cả, lú này đầu óc hắn như muốn nứt toạc ra. Chương 169, hôm nay không xem tôi là bạn. Ngày mai tôi sẽ là đối thủ của anh. Chu Giật Quần rằng có đến tận nửa đêm, liên tục gọi điện thoại, liên tục mở miệng mời khách nhưng không được bất kỳ ai nể mặt. Hắn ngồi trong khách sạn buồn bực nửa ngày, cuối cùng thì mở màng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm thức dậy rửa mặt, ăn vài cái bánh điểm tâm, nuốt vài chén cháo, thật sự ăn như sói như hổ nhưng giống như nuốt giấm chua. Hắn lau miệng, tranh thủ đưa theo nhân viên nghiệp vụ Tiểu Trương chạy về phía tổng bộ của siêu thị Quân Thành. Tốc độ khuếch trương của siêu thị Quân Thành ở thành phố Giang thì có thể nói là như gió bão, siêu thị mọc lên như nấm, khắp nơi đều là những siêu thị trong liên minh của Quân Thành. Nhưng tổng bộ của siêu thị Quân Thành vẫn giống như một cô gái nông thôn mộc mạc, vẫn được thiết lập ở trong một siêu thị tổng, nếu so sánh với tình huống phát triển hiện tại thì thật sự giống như hai trạng thái cực đoan. Nhưng những kẻ kinh doanh cáo già lại thầm cảm thán giám đốc của siêu thị Quân Thành thật sự không đơn giản, có thể kinh doanh phát triển tốt đẹp như vậy. Văn phòng lại khá đơn sơ, đây mới thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Khi chiếc Santana của Chu Giật Quần chạy vào tổng bộ của siêu thị Quân Thành thì còn chưa đến 7 giờ rưỡi, hắn nhìn vào cánh cổng còn khép chặt mà thầm cảm thán, cũng chỉ có thể đứng ngoài chờ mà thôi. Nửa giờ chờ đợi làm cho hắn giống như đứng trên đống lửa ngồi xuống đống than, thật sự là tâm phiền ý loạn. Quản lý Triệu, anh đã đến rồi à? Chu Giật Quần nhìn hình bóng quen thuộc mà chạy lên tiếp đón như một con thỏ nhỏ. Nụ cười tươi rói trên mặt còn có vẻ rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Quản lý Triệu lại có phản ứng rất nhạt với sự nhiệt tình của Chu Giật Quần, hắn chỉ khẽ gật đầu, sau đó đi về phía phòng làm việc. Chu Giật Quần nhìn biểu hiện hờ hững của quản lý Triệu, trong lòng chợt mát lạnh. Nhưng lúc này hắn có việc cần nhờ người, dù khó khăn thế nào, không thoải mái ra sao cũng chỉ có thể cố gắng úp mặt nóng lên mông lạnh mà thôi. Quản lý Triệu, trưa nay anh có kế hoạch gì chưa? Đã lâu không cùng anh uống vài ly, hôm nay mong anh cho tôi chút cơ hội, giữa trưa tôi làm chủ, hai anh em vui vẻ một chút nhé. Chu Giật Quần thật sự lớn hơn quản lý Triệu hơn chục tuổi nhưng trong miệng vẫn cố gắng hạ thấp mình. Quản lý Triệu thế nào lại không biết vì sao Chu Giật Quần lại đến tìm mình. Nhưng chuyện này hắn cũng không thể làm chủ được, nếu so sánh với những đơn vị khác thì siêu thị Quân Thành không những trả lương nhân viên cao, thậm chí đãi ngộ và phúc lợi cũng là luận công ban thưởng. Những năm qua hắn cố gắng công tác, bây giờ nhận được công việc tốt ở siêu thị Quân Thành, lại là quản lý, nào có dễ dàng gì. Nhưng giám đốc cũng rất coi trọng hắn, nếu không thì vì sao cứ mỗi tháng lại phát tiền mừng cho mình. Anh Chu, tôi biết rõ anh nghĩ gì, thế này đi, trước tiên anh đến phòng làm việc chờ tôi, để tôi đến báo cáo với tổng giám đốc rồi nói sau. Vâng, vâng, vậy làm phiền anh rồi. Anh cứ yên tâm, chỉ cần sự việc này có thể giải quyết được ổn thỏa. Tiểu đệ nhất định sẽ báo đáp thích đáng. Chu Giật Quần nghe thấy quản lý Triệu mở miệng đồng ý thì cũng tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng nói. Quản lý Triệu chỉ có thể cười khổ, chỉ gật đầu không cho ý kiến, hắn đưa Chu Giật Quần đến ngồi chờ trong phòng khách rồi quay đầu bước đi. Phòng khách rất yên tĩnh, Chu Giật Quần ngồi chờ và đưa mắt nhìn khắp chung quanh. Phòng khách này khá đơn sơ, ngoài một cái đồng hồ treo ở vị trí bắt mắt thì chỉ còn một biển quảng cáo màu đỏ. Nếu anh vui thì mong hãy nói cho bạn bè biết, nếu anh không hài lòng thì hãy nói cho chúng tôi biết, siêu thị Quân Thành sẽ luôn cố gắng vì quyền lợi của khách hàng, phục vụ tốt nhất cho quý khách. Chu Giật Quần thấy tấm biển quảng cáo như vậy mà thầm cảm thán,
Còn bà nó, đúng là quảng cáo ở khắp mọi nơi, ngay cả phòng khách cũng có một tấm biển như vậy, ngồi chờ cũng được nhìn quảng cáo, thế là trong lòng không khỏi cảm thấy bội phục siêu thị Quân Thành. Hắn ngẩng đầu nhìn, kim đồng hồ đã chỉ vào con số 8, hắn ngồi trên ghế salon bắt đầu cảm thấy lo lắng. Một phút trôi qua, 10 phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, trưởng phòng Chu không nhịn được phải đứng lên đi qua đi lại trong phòng khách. Khi hắn đang cảm thấy cực kỳ rối loạn thì nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào. Quản lý Triệu. Trưởng phòng Chu vui sướng đi ra ngoài cửa, sau đó mở cửa ra thật mạnh, nhưng đập vào mắt hắn lại không phải là gương mặt quen thuộc của quản lý Triệu. Tiên sinh, quản lý Triệu còn đang bề bộn công tác, tôi đến đưa nước cho anh. Bác gái hơn 50 tuổi nở nụ cười khiêm tốn, bà đặt ấm trà lên bàn, sau đó gật đầu với Chu Giật Quần rồi đi ra ngoài. Chu Giật Quần tuy không khát nước nhưng muốn làm cho tâm tình của mình thêm bình thản nên rót cho mình một ly, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ uống xong thì quản lý Triệu ở bên kia cũng đã nói chuyện xong rồi. Kim đồng hồ trên tường vẫn tiếp tục di động, dựa theo tính toán của Chu Giật Quần thì quản lý Triệu sẽ sắp quay về phòng, nhưng cuối cùng thì vẫn không thấy người đâu cả. Hắn cảm thấy rất bức bối, không những quản lý Triệu chưa về, ngay cả dì tạp vụ lúc nãy cũng chưa từng bước chân vào đây thêm lần nào. Chu Giật Quần uống hết bình trà mà quản lý Triệu còn chưa quay về, hắn muốn chờ thêm một lát nữa, nhưng cảm thấy quá mắc tiểu, thế là muốn đi ra ngoài tìm chỗ giải quyết. Nhưng hắn chợt nghĩ lại, nếu hắn đi ra ngoài và quản lý Triệu quay về thì toi công, thế cho nên đành phải nín nhịn. Thế là lúc này hắn chờ đợi mà cảm thấy trong lòng như có mèo cào, đứng ngồi không yên. 12 tiếng chuông vang lên mà còn chưa thấy quản lý Triệu ở chỗ nào, điều này làm cho Chu Giật Quần cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn kéo cửa và chạy ra ngoài như một con khỉ bị đốt đuôi. Thời tiết buổi trưa quá khó chịu, nhưng đó là đối với từng người, phải xem anh đang ở trong nhà vệ sinh hay đang ở ngoài mới được. Chu Giật Quần không biết lúc mình đang khổ sở chạy ra khỏi phòng khách thì có một cặp mắt sáng rực từ trên lầu nhìn xuống, khóe miệng người này đang cười tủm tỉm. Sau khi Chu Giật Quần chạy đi xa, một ngón tay thon dài đưa xuống rút điện thoại, gương mặt tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Chồng! Chu Giật Quần đã đợi đến chưa, thiếu chút nữa thì đái ra quần. Vương Tử Quân ở đầu dây bên kia nghe được âm thanh dịu dàng quen thuộc thì trong lòng thầm buồn cười, dù hắn có oán niệm với nhà máy rượu Hồng La Xuân, thế nhưng cũng không đặt nặng vấn đề đối phương bắt mình chờ đợi cả nửa ngày. Không ngờ mình chỉ thuận miệng nói ra vài câu với nha đầu Tần Hồng Cẩm, bây giờ nàng lại quan tâm như vậy. Vương Tử Quân tuy cảm thấy mánh khóe của Tần Hồng Cẩm áp dụng với Chu Giật Quần có chút buồn cười. Nhưng ngoài miệng hắn chỉ cười nhạt một tiếng nói. Vợ, em cho bọn họ một bài học là được, việc kinh doanh vẫn phải phân biệt rõ ràng. Cái gì mà kinh doanh cho rõ ràng, chỉ cần dám ức hiếp chồng em, như vậy đều là quân khốn kiếp. Em sẽ không quan tâm đến bọn họ, em sẽ cho bọn họ trả một cái giá đắt. Giọng điệu của Tần Hồng Cẩm mềm mại vô hạn nhưng thái độ lại cực kỳ khí phách, điều này cũng không thể trách được nàng. Hôm nay nàng đã không còn là một cô gái năm xưa mới đến sông pha ở thành phố Giang Thị vài năm trước, bây giờ nàng là bà chủ của siêu thị Quân Thành Hùng Bá tỉnh Chiết Giang. Nhà máy rượu Hồng La Xuân tuy có chất lượng tốt nhưng trong thành phố Giang Thị vẫn còn vài nhà máy rượu như vậy, đừng nghĩ rằng bọn họ có thể thích làm gì thì làm. Vương Tử Quân thầm than một tiếng, phụ nữ thật sự là động vật cảm tính, nếu đã động vào vấn đề, đừng nói là chỉ số thông minh của bọn họ quá kém, thật sự chỉ có thể là hết thuốc chữa. Nhưng hắn vẫn thầm cảm thấy hạnh phúc, có một người phụ nữ dịu dàng như vậy quan tâm đến mình, chẳng lẽ không phải quá hạnh phúc rồi sao? Sau khi Tần Hồng Cẩm nói vài lời thương nhớ, Vương Tử Quân cúp điện thoại. Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Tần Hồng Cẩm mà không khỏi cảm thấy có chút thương nhớ, nếu như không phải bây giờ hắn vừa đến huyện Lô Bắc, còn muốn tạo ra ấn tượng tốt cho cán bộ công nhân viên ở đây, để bọn họ không xem mình là cán bộ cần mạ vàng thì hắn đã muốn chạy về thành phố Giang Thị ôm ấp mỹ nhân như bông của mình. Vương Tử Quân chợt cảm thấy trong lòng bùng lên một ngọn lửa nóng, hắn cố gắng dùng lý trí để chèn ép. Hắn trở nên trầm ngâm, sau đó đặt hết tâm tư của mình vào vấn đề thay đổi chế độ xã hội của nhà máy in. Việc thay đổi chế độ xã hội của nhà máy in là không thể chờ đợi thêm được nữa, nhưng nếu không có tiền thì không xong. Nếu chỉ dựa vào áp lực của siêu thị Quân Thành với nhà máy Hồng La Xuân thì thật sự còn chưa đủ, Vương Tử Quân nghĩ đến hậu chiêu dự bị của mình, hắn chợt nở nụ cười. Giám đốc Tần Thọ Sinh, Vương Tử Quân này thật sự xin lỗi anh rồi. Hai ngày này tâm tình của Tần Thọ Sinh thật sự giảm xuống rất thấp, siêu thị Quân Thành đột nhiên giảm giá bán sản phẩm của nhà máy đã ảnh hưởng đến 20% sức tiêu thụ. Dù biên độ như vậy cũng không thể làm khó hắn, dù thế nào hắn vẫn trèo chống tốt,
nhưng nếu cứ thế mãi thì sẽ sinh ra những ảnh hưởng khó thể nào đền bù được. Tần Thọ Sinh nghĩ đến những tin đồn bùng lên vài ngày qua mà cảm thấy bực bội, vẻ mặt khó coi. Tuy những tên kia không dám nói ngay trước mặt hắn, nhưng hắn là giám đốc nhiều năm, có chút động tĩnh gió thổi cỏ lay nào mà qua khỏi cặp mắt sắc bén của hắn. Thằng ngu Chu Giật Quần có chút việc nhỏ mà cũng không thể nào xử lý cho êm đẹp, đã đi đến thành phố Giang Thị 2 ngày nhưng thậm chí còn chưa tìm ra được nguyên nhân vì sao siêu thị Quân Thành lại hạ giá sản phẩm của nhà máy Hồng La Xuân, đúng là ngu ngốc đến cực điểm. Tần Thọ Sinh cực kỳ bực bội, trong đầu có ý nghĩ đạp ngã Chu Giật Quần, thế nhưng ý nghĩ này cũng nhanh chóng bị hắn cắt đứt. Không phải không tìm được ai thay thế cho Chu Giật Quần, nhưng nếu thay thế là người khác, chưa chắc đối phương đã trung thành và tận tâm được như vậy. Những năm nay muốn tìm được kẻ trung thành và tận tâm với mình cũng không được dễ dàng. Có nên đi tìm vài vị lãnh đạo thành phố, để bọn họ gây chút áp lực cho siêu thị Quân Thành hay không? Dù siêu thị Quân Thành là xí nghiệp trên tỉnh thành, nhưng dù sao bọn họ cũng có chi nhánh ở thành phố Hồng Ngọc. Thế là nhiều hình bóng của lãnh đạo xẹt qua lòng Tần Thọ Sinh, nhưng lúc này hắn lại khó thể nào quyết định nên đi tìm ai. Tần Thọ Sinh cầm lấy tờ nhật báo Hồng Ngọc rồi dùng ánh mắt chán nản nhìn qua. Cũng giống như các tờ báo cấp thành phố khác, hôm nay nhật báo Hồng Ngọc cũng có 4 trang, hắn nhìn thân hình vạm vỡ của bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân ở trang đầu mà tâm tình phiền loạn cũng dần bình tĩnh trở lại. Tần Thọ Sinh đọc qua tờ báo mà không phát hiện ra điều gì cần quan tâm, thế là hắn đặt tờ báo xuống, sau đó thuận tay cầm nhật báo Chiết Giang lên xem. Sau khi xem xong trang đầu, hắn chuẩn bị xem bản tin quốc tế ở đằng sau, nhưng chính hắn còn chưa kịp lật qua thì có một bài viết hấp dẫn ánh mắt. Nói về mức độ thành tín của các xí nghiệp. Bản văn này rõ ràng do một nhà báo lão luyện viết ra, dù là cách đặt câu hay đưa ra những câu hỏi đều cực kỳ cay độc và độc đáo, phân tích rất rõ ràng về hai chữ thành tín đối với thương gia và giới kinh doanh, ngày nay rất ít khi được đọc những bài viết chất lượng như vậy trên báo đảng. Tần Thọ Sinh thầm cảm thán một câu, sau đó tiếp tục đọc bài báo, vô tình chìm đắm vào trong những dòng văn vô tận. Khi đọc được một nửa thì vẻ mặt Tần Thọ Sinh đã trở nên rất khó coi. Vì tác giả này lấy ví dụ thật sự không tốt, hết lần này đến lần khác lại nói đến vấn đề nhà máy Hồng La Xuân thiếu nợ nhiều năm không trả, đồng thời cũng căn cứ vào đó để cho ra nhiều suy luận, điều này không khỏi làm hắn căm tức. Thành tín là một văn hóa xí nghiệp, đồng thời cũng là căn bản để xí nghiệp có thể kiêu ngạo. Thử nghĩ xem, nếu như chút hành vi nghiệp vụ đó mà anh cũng không chuẩn bị cho tốt, như vậy anh làm sao có thể làm cho người tiêu thụ sản phẩm của mình cảm thấy yên tâm? Những dòng chữ này giống như tiếng chuông đồng liên tục vang lên bên tai Tần Thọ Sinh, nếu tin tức này truyền ra ngoài, sợ rằng nhà máy rượu của mình sẽ phải chịu một đòn chí mạng. Phải biết rằng hắn định vị nhà máy rượu Hồng La Xuân rất cao, những người uống rượu nếu đọc qua tờ báo này, nếu sinh ra hoài nghi về chất lượng rượu của mình, chủ yếu mình chỉ dựa vào chủ nghĩa bảo hộ của chính quyền để đẩy mạnh tiêu thụ thì sẽ không phải kế hoạch lâu dài, dần dà sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch với người tiêu thụ. Bây giờ lực tác động của chính quyền liên tục giảm xuống, nếu lãnh đạo không phân công cho các đơn vị tiêu thụ sản phẩm, sợ rằng công nhân đã sớm chết đói vì cơ chế thị trường rồi. Tần Thọ Sinh nghĩ đến hậu quả như vậy mà cảm giác phẫn nộ chợt biến thành lạnh lẽo, hắn gần đây cảm thấy mình dựa vào quan hệ để cắt đứt tiền nợ 1 triệu với huyện Lô Bắc là sáng suốt, nhưng bây giờ càng nghĩ càng không đúng, xem ra chính hắn đang đẩy mình vào lò thuốc súng. Tút, tút, tút. Điện thoại trên bàn làm việc vang lên dồn dập. Tần Thọ Sinh bị tiếng chuông điện thoại làm cho hoảng sợ. Hắn cầm điện thoại lên alo một tiếng, chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một giọng điệu khá khẽ khàng. Sau khi nghe được âm thanh này thì hắn trở nên nghiêm túc, giọng điệu mất kiên nhẫn vừa rồi cũng biến thành giọng nịnh hót. Bí thư, ngài có gì cần phân phó sao? Tần Thọ Sinh tỏ ra cực kỳ khiêm tốn và cung kính, thậm chí còn chưa từng làm như vậy mới chính mẹ đẻ của mình. Tiểu Tần, cậu làm gì vậy? Vì sao lại để người ta cho ra một bản tin mặt trái như thế? Mà lại chọc lên đến cấp tỉnh. Tôi nhắc nhở cậu, Hồng La Xuân là một nhãn hiệu của thành phố Hồng Ngọc, lãnh đạo thành phố khóa trước đã cố gắng giúp đỡ, dù thế nào thì anh cũng không được làm cho lá cờ đầu này ngã đổ. Âm thanh ở đầu dây bên kia rất trang trọng, dù không phê bình nhưng nghe vào trong tai của Tần Thọ Sinh lại làm toàn thân rét run. Chương 170, lời của lãnh đạo là vàng ngọc. Tuy cảm thấy mình rất uất ức nhưng Tần Thọ Sinh đối mặt với bí thư thị ủy vẫn lên tiếng tỏ rõ quyết tâm, nói mình nhất định sẽ xử lý trong thời gian ngắn nhất, sẽ nhanh chóng bắt liên lạc với truyền thông, sẽ khống chế những ảnh hưởng mặt trái vào trong phạm vi nhỏ nhất. Sau khi ứng phó hết cuộc điện thoại của bí thư thị ủy, Tần Thọ Sinh cảm thấy tay chân bủn rủn,
cơ thể giống như sinh ra trạng thái hư thoát. Đúng là nhà dột gặp đêm mưa, thật sự là quá xui xẻo, trong lòng hắn chợt bùng lên nhiều ý nghĩ, hai chân mềm nhũn mà ngồi phịch xuống ghế. Nhưng Tần Thọ Sinh là lãnh đạo một xí nghiệp, hắn dù sao cũng là người có tài. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó nhấc điện thoại gọi đến tòa soạn của tỉnh, yêu cầu liên hệ với vị trưởng phòng nắm mục quảng cáo. Vị trưởng phòng quảng cáo kia sau khi được Tần Thọ Sinh ném cho 100 ngàn thì vỗ ngực đảm bảo sẽ xử lý vụ này, nói rằng bài viết kia đã đăng báo và khó rút lại, nhưng hắn sẽ chọn phương án khác để tu bổ, đồng thời tìm một phóng viên có thâm niên để đính chính danh tiếng của nhà máy rượu Hồng La Xuân. Xử lý xong sự việc thì Tần Thọ Sinh thở dài một hơi, đúng lúc này thư ký đẩy cửa đi vào, theo sát phía sau còn có chủ nhiệm văn phòng Hạ Kiến Nhân. Chủ nhiệm Hạ, không phải tôi nói anh, có chuyện thì anh không nhanh chân lên một chú được sao? Nếu bên kia phát sinh hỏa hoạn, anh còn tiếp tục chậm chạp, chờ bên này báo cáo xong thì bên kia đã nổi lửa lên rồi. Tâm tình Tần Thọ Sinh vừa mới trở nên tốt đẹp một chút, bây giờ thấy mặt chủ nhiệm văn phòng Hạ Kiến Nhân thì bắt đầu nổi giận. Giám đốc Tần, không biết vì nguyên nhân gì, hôm nay tôi đã nhận được 5 cuộc điện thoại từ các đơn vị tiêu thụ, bọn họ giống như có hẹn ước với nhau vậy, đều muốn chúng ta giảm lượng hàng. Mặc dù những đơn vị kia tiêu thụ lượng hàng không lớn, nhưng sự việc này quá kỳ quặc, tôi cảm thấy không phải là việc nhỏ. Chủ nhiệm Hạ Kiến Nhân buông hai tay xuống rồi ủ rũ cúi đầu, giống như một học sinh tiểu học phạm vào sai lầm vậy. Hừ, rõ ràng là trò mã ăn pháo. Tần Thọ Sinh vừa nghe đã hiểu ra vấn đề, đây không phải là vì bài viết đó sao? Hắn nhìn bộ dạng nhẫn nhịn chịu đựng của Hạ Kiến Nhân, thế là không khỏi nổi giận vung tay đập xuống bàn, hất văng tờ nhật báo Chiết Giang xuống đất. Anh làm chủ nhiệm văn phòng như thế nào? Cũng không bao giờ xem báo sao? Lẽ ra sự việc này vừa xuất hiện thì anh nên chạy đến nhắc nhở tôi, bây giờ thì tốt, ngược lại là tôi báo cáo cho anh biết. Tôi nói cho anh biết, không phải công tác ngày nào có rượu thì say sưa ngày đó, đừng chạy qua nhiều đường ngang ngõ tắt, không có việc gì thì chú ý học tập, cần phải đọc nhiều vào, xem báo nhiều vào, hiểu chưa? Tần Thọ Sinh nổi giận trách mắng chủ nhiệm Hạ Kiến Nhân, xem như đã phát tiết được lửa giận. Hắn nhìn bộ dạng kính sợ của Hạ Kiến Nhân, lúc này hai hàng chân mày nhíu chặt mới mở ra. Làm thư ký phải có tư thái như vậy, lãnh đạo nói ra thì phải coi là thánh chỉ, anh đều phải xem đó là lời vàng ngọc, cần phải nhớ cho thật kỹ, không những làm cho lời nói nhập vào não, còn phải nhập tâm, cuối cùng còn phải mọc rễ trong tâm. Hạ Kiến Nhân là một chủ nhiệm văn phòng, lúc này bị thư ký của Tần Thọ Sinh kéo đến làm vật thế thân, thế cho nên bị mắng mỏ dậy bảo một cách cực kỳ khó hiểu. Thật ra thì chủ nhiệm Hạ Kiến Nhân là người rất có năng lực, nhưng trong công tác phối hợp, liên hệ và phục vụ lại giống như có gì đó nhúng tay vào những gì Tần Thọ Sinh bày binh bố trận, vì thế mà phạm vào chút kiêng kỵ của giám đốc Tần. Tần Thọ Sinh thấy là một tên cán bộ cấp dưới phục vụ cho lãnh đạo thị ủy, anh không thể ỷ vào chút bản lĩnh của mình mà khinh người, nhưng nếu anh bộc lộ tài năng quá mạnh, lúc nào cũng giống như cao mình hơn lãnh đạo của mình một bậc, như vậy lãnh đạo cho ra quyết sách anh minh. Muốn tạo nên hình tượng chỉ điểm giang sơn chẳng lẽ còn cần một tên lính quèn ngăn chặn. Đây tuyệt đối là sự kiện không thể cho phép, vì vậy hắn thà rằng để cho Hạ Kiến Nhân làm chủ nhiệm văn phòng, cũng không thể tha thức cho một tên cán bộ trình đội cao chạy đi châm chọc khắp nơi. Nói thật là đôi khi nhìn bộ dạng uất ức túi bụi của Hạ Kiến Nhân khi bị dạy bảo thì Tần Thọ Sinh cũng có chút hối hận, vì vị chủ nhiệm này công tác tốt cũng làm cho hắn bớt lo nhiều việc, xử lý các vấn đề rất thỏa đáng. Nhưng tên này cũng không hiểu nhân tình. Những lúc xin chỉ thị hay báo cáo không thể tươi cười nịnh nọt nói lời hay với mình sao? Như vậy không vui hơn sao? Đúng là kẻ có tài tất sẽ có điểm đáng hận. Giám đốc Tần, dựa theo ý của anh thì chuyện này. Chủ nhiệm Hạ cũng ý thức được mức độ ảnh hưởng của sự việc, hắn vội vàng ngẩng đầu xin chỉ thị của Tần Thọ Sinh. Tôi đã liên lạc với tòa soạn trên tỉnh, bọn họ sẽ giúp chúng ta xử lý vụ này. Đúng rồi, anh mau chóng bắt liên lạc với bọn họ, đưa cho bọn họ 100 ngàn tiền phí quảng cáo. Lập tức hoàn thành trong thời gian sớm nhất cho tôi. Tần Thọ Sinh vung tay lên, hắn dùng giọng cực kỳ khí thế để sắp xếp. Giám đốc Tần, anh đã xử lý rồi sao? Vẻ mặt Hạ Kiến Nhân có chút chấn động, miệng há hốc đủ để nhét vào một quả trứng. Hạ Kiến Nhân có biểu hiện phục sát đất làm cho Tần Thọ Sinh thật sự rất đắc ý, dựa vào bản tính thành thật của Hạ Kiến Nhân, Tần Thọ Sinh tuyệt đối không tin đối phương sẽ có biểu hiện lừa gạt mình, điều này hắn thật sự tin tưởng không chút nghi ngờ. À, sự việc gì cũng phải giải quyết sao cho nhanh gọn, như vậy mới gọi là bày mưu nghĩ kế, nếu cứ chờ đợi chẳng phải sẽ chết hết sao? Tần Thọ Sinh nói với điệu bộ chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Khi chủ nhiệm Hạ Kiến Nhân đang định cố gắng nói vài lời nịnh hót thì điện thoại trên bàn làm việc của Tần Thọ Sinh lại vang lên. Tần Thọ Sinh lúc đầu cầm điện thoại còn có chút tươi cười, nhưng sau khi nghe lời của vị chủ nhiệm bên phía tòa soạn thì gương mặt thoáng đãng như bầu trời bao la lại u ám như giống tố sắp đến. Chủ nhiệm Hạ, anh nói cho lãnh đạo Nhật báo, chỉ cần có thể giải quyết những ảnh hưởng mặt trái của bài báo vừa rồi thì năm nay chúng tôi sẽ tình nguyện bỏ ra 500.000 tiền phí quảng cáo, tất cả phí tổn sẽ do chúng tôi chịu trách nhiệm. Giọng điệu của Tần Thọ Sinh vào lúc này thật sự có mang theo vài phần cầu khẩn. 500.000 tiền quảng cáo cũng thật sự không nhỏ đối với một tờ nhật báo, nhưng vị chủ nhiệm Hách kia lại tức giận nói. Giám đốc Tần, tôi hiểu ý anh trưởng nghĩa như vậy thì tôi đây cũng rất nghiêm túc. Tôi nói thẳng với anh, đừng nói anh bỏ ra 500.000, dù anh tình nguyện bỏ ra 1 triệu thì cũng toi công, tiền dù tốt nhưng chức vụ của tổng biên tập tòa soạn chúng tôi còn quan trọng hơn. Anh à, tôi cũng nói lời thật lòng, anh cũng đừng ép tôi đây khó xử. Anh nên ngồi xuống mà xem xét lại. Xem mình có phải đã đắc tội với người nào không? Tôi nghe lãnh đạo nói, chuyện này có người ra mặt phân phó xuống, có người đang muốn gây khó cho anh, nếu anh không ứng phó cho tốt, chỉ sợ không phải chỉ đơn giản là một bài báo đả kích trên nhật báo mà thôi. Chủ nhiệm Hạ nói xong thì cúp điện thoại, chỉ còn lại giám đốc Tần đứng ngây cả người, tâm tình vui vẻ vì vừa rồi dạy bảo chủ nhiệm Hạ Kiến Nhân đã không còn. Mình đắc tội với người, bên trên có người bày mưu đặt kế. Những câu nói không thể giải thích này cứ mãi chấp động trong đầu Tần Thọ Sinh, hắn lúc này quay về bàn làm việc, cầm lấy tờ nhật báo chiết giang ở dưới đất, bắt đầu xem xét chăm chú. Nhà máy in huyện Lô Bắc. 6 chữ bắt mắt này giống như làm cho Tần Thọ Sinh nghĩ đến một vấn đề nào đó. Anh Chu, anh đắc tội với người ta. Trong một gian phòng trang nhã ở một quán rượu trong thành phố Giang Thị, quản lý Triệu lúc này đã có chút men say, hắn khẽ vỗ vai Chu Giật Quần, dùng giọng có chút thần bí nói. Hai ngày qua Chu Giật Quần có thể nói là sống không tốt đẹp gì, mỗi ngày như kiến bò chảo nóng, mỗi sáng sớm thức dậy ngoài lúc đi ra kiếm chút điểm tâm lấp đầy bụng thì căn bản đều chạy đến tổng bộ của siêu thị Quân Thành. Tuy mỗi ngày đều chỉ ngồi uống nước trà đến lúc tan tầm nhưng hắn cũng không dám sơ suất. Mỗi ngày hắn đều ngồi trong phòng tiếp khách của siêu thị Quân Thành, đều không ít lần tự an ủi mình, không có vấn đề gì cả, đợi người thì sao chứ? Cần phải làm cho người ta thấy được lòng thành. Những cuộc điện thoại của Tần Thọ Sinh thật sự làm cho hắn có tâm tư muốn đi nhảy lầu tự vẫn, cách chức là một lời nói nhảm của giám đốc Tần, nhưng nếu sự việc lần này không được xử lý tốt thì vị trí trưởng phòng tiêu thụ của mình cũng không còn được bảo vệ tốt như xưa. Ngày hôm nay thật sự không tệ, quản lý Triệu cuối cùng cũng đồng ý ra ngoài ngồi một chút. Sau vài lượt rượu hồng La Xuân, quản lý Triệu cuối cùng cũng nói ra một lời làm cho Chu Giật Quần mừng rỡ. Không sợ đắc tội với người, chỉ sợ không biết đắc tội với ai. Nếu biết được thì quá tốt, sẽ hốt thuốc đúng bệnh, sẽ đền bù sau. Anh Triệu, tôi đây đầu óc phản ứng rất chậm, còn không biết đắc tội với vị đại gia nào, hai anh em chúng ta quan hệ với nhau cũng không phải ngày một ngày hai, anh tai thính mắt tinh, nếu tôi có sơ suất thì mong anh đừng khoanh tay đứng nhìn. Mong anh nói ra vài lời, tôi đây sẽ sửa chữa, ly rượu này xem như tôi kính anh. Chu Giật Quần lại rót rượu, hắn đứng lên uống cạn, chỉ cảm thấy rượu nóng tràn vào lấp đầy cuống họng. Quản lý Triệu thấy Chu Giật Quần nói những lời đáng thương như vậy thì cũng ngửa đầu uống nửa ly rượu, sau đó gắp vài món ăn bỏ vào miệng nhai nuốt. Chu Giật Quần nhìn bộ dạng vững như núi Thái Sơn của quản lý Triệu, hắn hận không thể tiến lên cướp đũa bóp họng cho đối phương nhả thức ăn ra và nói rõ ràng với mình kẻ đó là ai. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của Chu Giật Quần, hắn cũng không dám làm như vậy. Đắc tội với ai mà chính anh cũng không nghĩ ra sao? Quản lý Triệu thoải mái dựa người ra phía sau rồi dùng giọng ngông nghênh nói. Anh Triệu, tôi thật sự không biết vị đại gia kia là ai, mong anh Triệu thương xót nói cho tôi biết, tôi tự phạt mình 3 ly trước. Chu Giật Quần dùng giọng khiêm tốn nói, hắn nói xong thì rót 3 ly rượu trước mặt vào bụng. Anh Chu quả là người sảng khoái, không hổ danh cán bộ từ nhà máy rượu đi ra, rất tốt. Nếu anh Chu đã sảng khoái như vậy, tôi cũng xem như nói ra vài lời. Quản lý Triệu nói bằng giọng đầy hào khí, hắn vừa nói vừa rót đầy ly rượu trước mặt Chu Giật Quần. Lúc này trong bụng Chu Giật Quần giống như đang nổi lên gió bão, dù hắn biết tửu lượng của mình không tầm thường nhưng bụng rỗng uống rượu, hơn nữa 2 ngày qua tâm ý phiền não đứng ngồi không yên, sức khỏe đã giảm sút rất nhiều, bây giờ lại uống liên tục, chính hắn không phải là người sắt, sao có thể chịu đựng được. Nhưng lúc này hắn có việc cần cầu người, dù cơ thể không thoải mái thì cũng chỉ có thể áp chế. Cố gắng đè nén cảm giác say, cẩn thận lắng nghe. Anh Chu,
nhà máy các anh có phải thiếu nợ người ta một khoản tiền không? Quản lý Triệu nói đến đây thì dùng giọng chú ý nhìn khắp chung quanh, sau đó hạ thấp âm thanh nói. Đây là tin tức tôi trùng hợp nghe được lúc đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc để báo cáo. Tổng Giám Đốc của chúng tôi tỏ ra rất nhiệt tình khi nói chuyện điện thoại với người ta, nói rằng cứ yên tâm, siêu thị Quân Thành chúng tôi sẽ đảm bảo không bả giờ cho rượu Hồng La Xuân xuất hiện trên kệ hàng của siêu thị. Đúng rồi, hình như là người huyện Lô Bắc. Quản lý Triệu vỗ đầu một cái rồi giống như nghĩ ra được cái gì đó, hắn nhanh chóng nói. Tiền nợ, huyện Lô Bắc. Chu Giật Quần trầm tư một lúc lâu, hắn chợt nhớ đến tình huống vị phó chủ tịch trẻ tuổi kia đến nhà máy đòi tiền nợ. Chẳng lẽ những sự việc không thuận lợi phát sinh liên tiếp trong thời gian qua có liên quan đến vị phó chủ tịch trẻ tuổi kia? Chu Giật Quần nhớ đến vị phó chủ tịch trẻ tuổi kia thì trong bụng cuối cùng cũng cồn cào điên cuồng, những con sóng bùng lên ngất trời, bụng lại quặn thắt, nếu không chạy ra ngoài thì rõ ràng sẽ bêu xấu ngay trước mặt khách quý. Lúc này hắn cũng bất chấp lễ tiết, hắn vội vàng kéo bàn xịch ra, sau đó chạy như gió về phía nhà vệ sinh của quán rượu. Quản lý Triệu thấy Chu Giật Quần hoảng hốt bỏ chạy thì thoải mái dựa lưng lên ghế, thầm nghĩ cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về sẽ báo cáo thật hay với Tổng Giám Đốc, tranh thủ kiếm thêm chút hảo cảm của lãnh đạo. Quản lý Triệu vừa nghĩ đến Tổng Giám Đốc thì trái tim không khỏi nóng lên, một người phụ nữ xinh đẹp và có năng lực như vậy, hắn sao không nghĩ biện pháp thu vào túi cho được. Nhưng nghĩ lại thì thấy người phụ nữ này cứ như nữ vương, chính mình thật sự rất tự ti mặc cảm. Chỉ có thể ủ rột trao mày khi đối diện với nàng mà thôi. Cũng không biết đầu dây bên kia là tên khốn nào mà có năng lượng lớn như vậy. Tổng Giám Đốc vừa nhận điện thoại của đối phương thì tỏ ra ngại ngùng xấu hổ, giọng điệu oanh oanh yến yến, cười cười nói liên tục. Dù hắn không hiểu quá nhiều về Tổng Giám Đốc, nhưng hắn là một người từng qua tay hàng tá phụ nữ, trong lòng hắn biết rất rõ, đối phương nhất định là một người đàn ông. Hơn nữa người này tuyệt đối không phải có quan hệ bình thường với lãnh đạo của mình, nhưng đối phương là ai? Chẳng qua quản lý Triệu thật sự ngứa lòng nhưng cũng biết phận là cấp dưới, những gì không nên hỏi sẽ không hỏi. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là khi lãnh đạo tiếp điện thoại với bộ dạng khác thường thì chú tâm lắng nghe. Khi quản lý Triệu đang suy nghĩ miên man thì Chu Giật Quần đã nôn mửa xong và quay lại, vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì ói ra mật xanh, bây giờ cũng không dám buông lỏng, hắn cầm điện thoại lên nhanh chóng gọi cho Tần Thọ Sinh. Giám đốc Tần, tôi đã biết rõ nguyên nhân. Chu Giật Quần dùng giọng cung kính nói ra những gì mình suy luận được. À, tôi biết rồi. Tần Thọ Sinh ở đầu dây bên kia đã nghĩ đến nhà máy in ở huyện Lô Bắc, bây giờ nghe xong báo cáo của Chu Giật Quần thì nhanh chóng cúp điện thoại. Điều này làm cho Chu Giật Quần vừa rồi phải uống rượu đến mức thiếu chút nữa ngã đổ cảm thấy rất đau lòng, chính mình thậm chí còn không coi trọng tính mạng để tìm lấy câu trả lời thế nhưng không nhận được một lời khuyến khích nào. Hắn cúp điện thoại và muốn chửi chó má. Thế nhưng cảm giác khó chịu lại từ dưới bụng truyền lên như sóng cồn, một lớp này nối tiếp một lớp khác, hơn nữa mỗi lúc lại giống như càng mạnh mẽ hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.